Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 139. Liền cả Thiên Đạo Cung dùng mọi cách đuổi giết cũng không từng sợ hãi qua, còn biết sợ thần quốc nội khác thế lực. Nếu như Thiên Cơ các bằng hữu không chịu gặp nhau cũng được, ta ở nơi này chờ các ngươi đi ra gặp ta mới ngưng. Mà ở nơi nào đó bên trong không gian, nghe được Diệp Thần lời nói, một đạo thân ảnh khóe miệng lộ ra khinh thường, liền loại thái độ này còn muốn cầu chúng ta làm việc. Nằm mơ. Thật lấy là chúng ta là cái khác Thiên Cơ các. Chúng ta cất ở đây bên trong mấy chục ngàn năm, cả Thiên Đạo Cung đô không coi vào đâu. Một cái thần quốc mới được tên không lâu thiên tài, lại như vậy giọng. Chỗ này Thiên Cơ các, là thần quốc tồn tại tới nay, tòa thứ hai Thiên Cơ các. Biết được thiên địa chuyện. Không sợ bất kỳ người. Bọn họ thủ đoạn thông thiên, thậm chí ngay cả thiên cơ cũng có thể che giấu. Còn như muốn tra tin tức, hoàn toàn do bọn họ vui lựa chọn tốt. Đối với Diệp Thần, bọn họ không có bất kỳ hiện thân dự định. Diệp Thần đứng ở thiên cơ các chỗ chỗ, biết rõ đã qua nửa giờ, hắn không có ở đây lãng phí nữa. Hắn trong con người thoáng qua một chút kiên quyết, sau đó trong tay xuất hiện hai đạo hỏa diễm, một đạo là Thanh Liên Yêu Hỏa, một đạo là Cực Dương Đế Lâm Lửa, thản nhiên nói, nếu thiên cơ các bằng hữu không chịu hỗ trợ. Vậy ta ở nơi này biểu diễn một phen, cho các vị trợ hứng đến nguyện ý trợ giúp ta mới ngưng. Diệp Thần đem không gian quy luật dung nhập vào trong ngọn lửa, vậy đang ngồi ở thiên cơ các cửa đồng tử đột nhiên ngáp một cái, thầm nói, làm sao cảm giác có cái gì không đúng. Khi thấy thiên cơ các lâu vũ vách không gian chướng bên trong lại sinh ra một chút nhàn nhạt ngọn lửa giống như một đầu cự long, đang hung hãn đập vào vách không gian chướng, đồng tử rốt cuộc luống cuống. Loại chuyện này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải, căn bản không biết xử lý như thế nào. Nhiệt độ càng ngày càng cao, đồng tử phát hiện mình đan điền cũng sắp bị thiêu đốt. Bất quá rất nhanh, nhiệt độ liền khôi phục, điều này không khỏi làm đồng tử thở phào nhẹ nhõm, nói chẳng lẽ là sư phụ đang tu luyện bí pháp gì, phải là. Còn không có cùng hắn chậm qua thần, nhiệt độ lại đột nhiên thăng cực cao. Toàn bộ thiên cơ các không gian giống như là bị hỏa thiêu liền như nhau, liền liền đạp trên đất, đều có một loại dẫm ở nhiệt độ cao trên lò lửa cảm giác. Vậy vừa lúc đó, Diệp Thần thanh âm nhàn nhạt truyền tới, không biết phen này biểu diễn, có thể hay không để cho ta tiến vào thiên cơ các đâu. Đồng tử lúc này liền kinh sợ, đàng hoàng đi tự mình nói sư phụ, nhưng bị giày dừng lại. Mà ở bên ngoài, một đạo màu xanh nhạt vòng xoáy xuất hiện. Chắc hẳn đây chính là thiên cơ các, Diệp Thần người tài cao gan lớn, vậy không sợ bọn họ đùa bỡn hoa chiêu gì, lúc này liền tiến vào trong đó. Làm tiến vào trong đó sau đó, một đạo thân ảnh ngồi ở trên bồ đoàn, đưa lưng về phía Diệp Thần, nhàn nhạt nói các hạ nhưng mà có chuyện gì khẩn yếu. Dẫu sao là cầu người làm việc, Diệp Thần cung kính nói ta muốn tìm một người, nghe nơi này thiên cơ các biết được thiên lý, đặc biệt tới tìm xin giúp đỡ. Người nào tiến cử? Thương cổ y thần. Thân ảnh kia nghe được cái này bốn chữ, hơi ngẩn ra. Thương cổ y thần mất tích vạn năm, như thế nào tiến cử? Chẳng lẽ còn sống? Hắn nhìn Diệp Thần con ngươi, biết Diệp Thần không có nói láo. Nguyên lai là hắn à, tốt, đã như vậy mà nói, ta có thể giúp ngươi. Sư phụ, một bên đồng tử đứng ở một bên, ủy khuất trông mong nói. Thiên Hiểu chân nhân dùng phù trần vỗ một cái đồng tử đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta kêu ngươi chuyên cần vô tu luyện, không phải để cho ngươi đùa bỡn uy phong. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, nói, đệ tử không tốt, chê cười. Diệp Thần cười một tiếng, nhìn về phía đồng tử vậy u oán diễn cảm, nguyên lai là cái này đứa nhỏ, hắn còn tưởng rằng là thiên cơ các ý kiến. Mời theo ta tới. Diệp Thần một đường theo Thiên Hiểu chân nhân tiến vào thiên cơ các, nơi này ngược lại là giản dị, bất quá người ít đến đáng thương, dọc theo đường đi tới trừ Thiên Hiểu chân nhân bên ngoài, lại không thấy người khác. Thiên Hiểu chân nhân tiến vào bên trong nhà, để cho Diệp Thần chờ ở bên ngoài, liền một lát liền đi ra. Các hạ tìm kiếm người, nhưng mà tên là Kỳ Lâm. Ừ, cái này thiên cơ các, quả nhiên có thủ đoạn, hắn từ rời đi nơi đó sau đó. Cơ hồ là hết tốc lực chạy tới, Động Uyên Cốc sự việc không thể nào truyền nhanh như vậy, nói cách khác, đây là Thiên Hiểu chân nhân mình đẩy tính ra. Vậy Kỳ Lâm nàng hiện tại ở nơi nào, có hay không nguy hiểm?
Thiên Hiểu chân nhân lắc đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, vậy thì tốt. Ngươi hiểu lầm ta ý, ta là nói, suy đoán không ra. Chỉ có thể suy tính đến tên chữ, những thứ khác, toàn bộ bị một cổ mây tía che đậy thiên cơ, ta không nhìn thấu. Diệp Thần chau mày, mây tía. Đã từng có người nói vận mạng hắn là tử khí ngọa long cách, nói cách khác, Kỳ Lâm là bị mình che đậy thiên cơ. Thiên cơ các trụ sở chính ở nơi nào, nhất định là có người có thể suy diễn ra thiên cơ. Diệp Thần bên trong nóng lòng cắt, mỗi chỉ hoãn một chút thời gian, Kỳ Lâm sẽ lâm vào nguy hiểm lớn hơn nữa, đối phương tuyệt đối sẽ rút ra Kỳ Lâm huyết mạch và tu vi. Diệp Thần đã đáp ứng Kỳ Thư Thanh, tuyệt không thể để cho Kỳ Lâm xảy ra chuyện. Thiên Hiểu chân nhân lắc đầu một cái, tiếp tục nói, liên quan đến mây tía che giấu thiên cơ, trừ thiên cơ các chủ, không người có thể giúp ngươi. Vậy các chủ người ở chỗ nào? Không biết. Diệp Thần bị cái này không biết cho gây ra hoàn toàn không có nóng nảy, đây thật là thiên cơ các. Trừ biết được một cái tên, hỏi cái gì cũng không biết, thua thiệt lão thương thổi như thế mơ hồ, liền liền một cái đồng tử cũng còn không để cho vào cửa. Ở Thiên Hiểu chân nhân sâu đậm trong ánh mắt, Diệp Thần rời đi, sau đó hắn nhìn về phía đồng tử, hỏi, ngươi có thể nhìn ra người này mệnh cách? Người này ta biết, tên là Diệp Thần, là thần quốc gần đây quật khởi thiên tài, vạn thần đỉnh đánh một trận, ngược lại không tệ, bất quá thực lực mạnh hơn nữa, có cái gì ghê gớm, cũng không phải là không gặp qua. Vạn năm tới, cường giả loại này quá nhiều, nhưng là cuối cùng cũng tiêu tán ở lịch sử sông dài bên trong. Vừa mới dứt lời, phù trần cũng theo đó rơi xuống, đau đồng tử che đầu lớn tiếng kêu. Sau này, do ta tự mình giám sát ngươi học tập cái này quan thiên thuật. Đồng tử sờ một cái đầu, nghi ngờ nói, sư phụ, ta nói không sai nha. Thiên Hiểu chân nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt ngưng mắt nhìn Diệp Thần viễn đi phương hướng, nhàn nhạt nói, tiểu tử này lai lịch, lớn đáng sợ đây. Liền liền ta xem bói, đều bị tu vi cắn trả. Ta mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng nếu thật là người nọ, thần quốc định trước thời tiết muốn thay đổi. Đồng tử con người phóng đại, hắn chưa bao giờ gặp sư phụ nghiêm túc như vậy qua. Hắn càng không nghĩ đến, người trẻ tuổi này lai lịch kinh người. Sư phụ, người này rốt cuộc là thân phận gì? Thiên Hiểu chân nhân lắc đầu một cái, ta nếu nói là lối ra, sợ rằng không sống qua ngày mai. Đừng ở truy cứu. Bất quá chuyện này. Vẫn là phải bẩm báo các chủ à. Thiên cơ các bên ngoài. Diệp Thần mất hết ý chí. Đã qua 2 tiếng. Còn có 4 tiếng. Thật chẳng lẽ không cứu được Kỳ Lâm. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, thân thể chợt một chuyển, ánh mắt bên trong, xuất hiện một cái ông già. Cái này ông già Diệp Thần có chút quen mắt cảm giác. Nhưng là lại không nói ra được. Hắn cảm giác được cái cụ già này mặt mũi hiển nhiên là dùng thuật pháp che đậy. Tựa như ở ẩn núp cái gì. Hơn nữa, hắn phát hiện quỷ dị hơn sự việc. Trong cơ thể hỗn độn tinh thụ, lại tản ra từng trận tinh mang. Tinh mang hướng ông già đi. Nguyên lai loại quen thuộc này cảm giác, đến từ hỗn độn tinh thụ. Ngay tại lúc này, lão thương thanh âm ở Diệp Thần vang lên bên tai, thằng nhóc, lão kia người không bình thường. Ta cũng không cách nào nhìn thấu. Có lẽ, hắn là tìm Kỳ Lâm thời cơ. Diệp Thần chế trụ nội tâm kích động, mấy bước tiến lên, chắp tay nói. Tiền bối phải chăng thấy được qua một cái bé gái. Giữa lúc Diệp Thần muốn cặn kẽ miêu tả Kỳ Lâm diện mạo thời điểm, ông già khoát tay một cái, nói cô gái tên là Kỳ Lâm, phải chăng? Chính phải. Diệp Thần trong bụng đại hỉ, chẳng lẽ lão đầu này biết Kỳ Lâm tung tích? Mong rằng tiền bối cho biết, tiền bối đề ra yêu cầu gì đều có thể. Sư thúc, thật không, cụ già đột nhiên kích động nói. Diệp Thần nhướng mày một cái gì sư thúc? Cụ già một chụp miệng, nhìn một cái thương khung, thận trọng nói, ta là nói, ngươi nói thật không? Tự nhiên coi là thật. Cụ già thần tình kích động, xem Diệp Thần ánh mắt cũng để cho Diệp Thần cảm giác hết sức không được tự nhiên, giống như hai người vốn là nên biết. Còn quan hệ rất tốt dáng vẻ. Trên mình ngươi có tử khí ngọa long cách, thật không đơn giản, cũng được, ta giúp ngươi đẩy đẩy một cái này bé gái chỗ. Tiền bối là, thiên cơ các chủ. Lão nhân nói xong sau đó, liền ngồi tại chỗ bắt đầu suy tưởng,
chỉ để lại khiếp sợ Diệp Thần, hắn nghìn tính vạn tính, không có coi là đến đây lại là trong truyền thuyết không có ai đã gặp Thiên Cơ Các các chủ. Theo Thiên Hiểu Chân Nhân theo như lời, Thiên Cơ Các các chủ cho tới bây giờ không gặp người, coi như là có chuyện, cũng chỉ là phân phó, để cho người truyền lời, nhưng là liên quan tới Thiên Cơ Các các chủ truyền thuyết có thể một chút đều không thiếu. Mỗi một đảm nhiệm Thiên Cơ các chủ cũng có uy năng lớn lao, nghe nói đã siêu thoát ra khỏi người biết phạm vi, chạm tới chân chính thiên đạo cao độ, có thể trực diện thượng thiên, không ra khỏi cửa liền biết được vạn sự. Mặc dù tin đồn không thể tin, nhưng nếu là cái này Thiên Cơ các chủ không có chút bản lãnh, cũng không khả năng ở thần quốc bên trong duy trì ở một cái như vậy địa vị cao cả thế lực. To vải trên người lão giả bắt đầu hiện lên vô số mây tía. Nguyên bản bầu trời quang đãng bắt đầu âm trầm xuống, cái này tỏ rõ trước có người muốn nghịch thiên mà là, cả ngày cũng không nhìn nổi. Cái này, nhìn trên trời cuồn cuộn mà đến sấm sét, Diệp Thần tựa hồ vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng, hắn vốn là cho là một kiện thật đơn giản sự việc, nhưng là liên quan đến mình, chẳng lẽ liền người này cũng không cách nào giải quyết sao? Hống, trên bầu trời, mơ hồ có một cái tử long ở hướng xuống gầm thét, hơn nữa trên bầu trời lộn. Cuối cùng lại đổi lại đầu rồng, lao xuống. Giữa lúc Diệp Thần muốn ra tay cản đường lúc đó, Thiên Cơ đạo nhân truyền âm tới đây, không cần ngăn trở, muốn hiểu đến thiên cơ, tất nhiên sẽ gặp phải trời cao cắn trả. Thiên Cơ đạo nhân trong miệng phun ra một miệng máu tươi, tựa hồ sắc mặt đều là trắng bệch liền mấy phần, bất quá sau đó máu tươi biến mất, trên đầu tử long vậy bắt đầu dần dần trở thành nhạt, đến Thiên Cơ đạo nhân trên đầu, tử long liền hoàn toàn biến mất. Chẳng được bao lâu, Thiên Cơ đạo nhân để cho Diệp Thần nhắm mắt lại, chợt một bộ cảnh tượng xuất hiện ở Diệp Thần đầu óc, chính là Kỳ Lâm và Lâm Tuyệt Long. Nhớ bọn họ vị trí sau đó, Diệp Thần hướng cụ già cúi đầu một cái, như sau này tiền bối có chuyện gì, có thể cứ tới tìm ta tất làm đem hết toàn lực. Được rồi, ta cũng chỉ là tổn ngàn năm tuổi thọ và rất chút cảnh giới. Diệp Thần cũng không biết nói gì, dù sao ân huệ là thiếu lớn. Ngươi vậy đừng gọi ta tiền bối, bàn về bối phận, ta còn phải gọi ngươi một đời sư thúc. Nói xong, Thiên Cơ đạo nhân bóng người liền biến mất. Thiên Viên Mặc Tà khắp nơi phái người nhìn chằm chằm hắn, lần này hắn hạ xuống nơi này, che đậy hết thảy, thậm chí thay đổi mặt mũi. Nhưng là vẫn là đưa tới trời nổi giận. Sợ rằng cùng Thiên Viên Mặc Tà bế quan kết thúc, vẫn là phải truy cứu. Bất quá, đối với hắn mà nói, có thể trợ giúp Diệp Thần là đủ rồi. Dẫu sao hắn ở Diệp Thần trước mặt, mới thật sự là tiểu bối. Diệp Thần cau mày, hắn chân thực không rõ ràng, lớn như vậy lai lịch người tại sao gọi là hắn sư thúc. Chẳng lẽ người này cũng là từ Thần Cực Tông đi ra? Hắn chưa từng nghe nói Thần Cực Tông và Thiên Cơ Các có liên lạc à? Mặc dù cái này Thiên Cơ Các chủ tính cách cổ quái một chút, còn xuất quỷ nhập thần, nhưng là giúp hắn bận bịu nhưng là đích thực. Chờ lần sau gặp phải, nhất định phải thật tốt cảm ơn một phen. Một khắc sau, Diệp Thần trong mắt ngưng mắt nhìn một phương hướng, vô tận sát ý cuộn sạch. Hắn trong lòng giấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Nếu lấy được tung tích, vậy hôm nay liền hoàn toàn giải quyết Lâm Tuyệt Long. Hai tiếng sau đó, thần quốc một nơi trùm núi trùng điệp bên trong. Nguyệt hoàn dị tượng để cho thần quốc nhiều dị biến. Trong đó dị biến lớn nhất có 15 chỗ. Thiên Ngưu dãy núi, chính là trong đó một nơi. Nơi này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, liền liền hỗn độn cảnh cường giả đi vào cũng được dè đặt, nếu không một cái không cẩn thận chết ở bên trong, cũng không biết có người phát hiện. Mà ở thật sâu chỗ, có một nơi càng bị mọi người gọi là tử vong cấm địa, vô luận người nào tiến vào, cũng hội thần bí mất tích, không thiếu khô đét thi thể sẽ xuất hiện ở dãy núi vòng ngoài, chỉ là đứng ở bên ngoài cấm địa vây, đều là gây lòng người bàng hoàng. Chớ nói chi là tiến vào. Mà ở nơi này phiến khu vực không người bên trong, có một cái vô số núi đá tạo thành vùng, giờ phút này lại xuất hiện hai đạo thân ảnh. Chính là Lâm Tuyệt Long và Kỳ Lâm. Hai người chung quanh vây quanh một cái to lớn tế đàn. Chung quanh tế đàn để 49 chỗ quan tài đá. Quan tài đá trung ương, cổ xưa phù văn lưu động. Dường như muốn tiến hành nào đó loại thần bí cúng tế. Kỳ Lâm, ta khuyên ngươi vẫn là đừng vùng vẫy, vô dụng, ta nếu là ngươi sớm vứt bỏ ý niệm chạy trốn, ngoan ngoãn cầu xin tha thứ,
nói không chừng ta còn sẽ một cái mềm lòng tha ngươi. Nói thật, chúng ta ngược lại có chút sâu xa. Người ta cũng tính ra từ trái đất. Chỉ tiếc, ngươi và Diệp Thần dính liền nhân quả, vậy ngươi chính là ta kẻ địch. Xí, Lâm Tuyệt Long, đừng cho ta cố làm ra vẻ. Ngươi loại người này ở TV không sống qua 3 tập. Mặc dù không biết ngươi tại sao còn có thể sống được. Nhưng ta khẳng định, ngươi biết chết, hơn nữa còn là chết ở Diệp Thần trên tay. Còn có, bổn bà cô ta cho dù chết cũng sẽ không hướng ngươi nhượng bộ. Kỷ Lâm một đôi mắt to như nước trong veo tràn đầy căm hận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tuyệt Long, nếu là ánh mắt có thể giết chết người nói, người sau đã sớm chết rồi dù sao cũng lần. Nếu như ngươi ngoan ngoãn dâng hiến ra huyết mạch ngươi, ta có thể bảo lưu ngươi tu vi, như thế nào? Lâm Tuyệt Long trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn phát hiện một cái bí thuật, chỉ cần bị thi người phẫu thuật cam tâm tình nguyện, hắn là có thể hoàn mỹ thừa kế người này huyết mạch. Một khi hắn lấy được hoàn mỹ tiên thiên độc thể, đừng nói Diệp Thần, coi như là đối mặt hỗn độn cảnh cường giả, cũng có năng lực tự vệ. Ngươi đừng hòng. Cùng Diệp Thần tìm được ngươi, ngươi nhất định chết không được tử tế. Vô luận như thế nào, Kỷ Lâm giống như một cái dầu muối không vào chủ, nói gì đều vô dụng. Đây cũng chính là Kỷ Lâm có tiên thiên độc thể, nếu là những người khác, Lâm Tuyệt Long đừng nói nghĩ hết biện pháp khuyên, liền trực tiếp giết chết. Mạnh hơn nữa được chóc huyết mạch và tu vi, lập tức liền xong chuyện. Nhưng là tiên thiên độc thể mạnh mẽ vượt qua hắn tưởng tượng, thậm chí so hắn bản thân huyết mạch mạnh hơn, hắn muốn đem tiên thiên độc thể cướp đoạt lại, thành vì mình chủ huyết mạch. À, ngươi nói là Diệp Thần. Ha ha ha, coi như là động viên thần quốc tất cả mọi người tìm ta, vậy không người có thể tìm được ta chỗ này, hắn căn bản không sẽ đến. Lâm Tuyệt Long ở thử một chút xíu phá hủy Kỷ Lâm bên trong tim, bất quá Kỷ Lâm bỏ mặc Lâm Tuyệt Long nói gì, chính là một cái sức lực tin tưởng Diệp Thần, cái này làm cho hắn tương đối nổi giận. Cọ sát một hồi, Lâm Tuyệt Long vậy không cái đó kiên nhẫn dỗ, liền nói, nếu không nghe khuyến cáo mà nói, vậy cho dù không có được hoàn mỹ tiên thiên độc thể vậy không quan hệ. Nói xong hắn bước ra một giọt máu tươi ở một cái quan tài đá bên trên. 49 tòa quan tài đá ngay tức thì run rẩy, tế đàn phù văn bắt đầu lưu chuyển, quan tài đá và quan tài đá bây giờ do từng cây một lóe lên mạnh mẽ lôi hồ xiềng xích vần quanh. Mà trong đó một cây xiềng xích, quấn vòng quanh Kỷ Lâm. Tốt như vậy huyết mạch, dĩ nhiên không thể nào theo chiều Ly Lâm Trần Hàn như nhau qua loa, như vậy huyết mạch hấp thu trình độ mới một phần chia, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự thân phát triển. Thần Long Tiên, Chu Quả, Tam Thanh Múi. Vô căn trầm phù. Lâm Tuyệt Long cưỡng ép nuốt vào. Hắn muốn tiến hành sau cùng nghi thức. Thậm chí trả lại cho mình giữ lại một quả chân quý nhất đồ thần ma linh quả. Cái này cái thần ma linh quả là hắn vất vả, thiếu chút nữa bỏ mạng mới tìm được. Hôm nay dùng ở chỗ này, chắc hẳn có thể cầm huyết mạch lực tăng lên tới tầng 9, thậm chí đến gần 10 tầng vậy nói không chừng. Thần ma linh quả vừa ra. Nhất thời quan tài đá chung quanh bên trong hỗn độn chi khí tràn ra, liền liền Kỷ Lâm cũng không nhịn được nhìn tới. Thần ma linh quả là một loại vô cùng là hiếm thấy linh quả, nghe nói căn nguyên chính là cắm rễ tại hỗn độn, cành lá lớn lên thiên địa linh khí vô cùng là đậm đặc chỗ, chỉ như vậy, vậy còn cần mấy chục ngàn năm mới có thể kết ra một viên trái cây, chỗ chân quý, tự nhiên không cần nói cũng biết. Ăn thần ma linh quả sau đó. Thậm chí có thể để cho một người ngắn ngủi tăng lên một phần chia hỗn độn cảnh giới, đủ để càn quét hết thảy, đây mới thật là để cho Lâm Tuyệt Long có phấn khích đồ, bất quá bỏ qua một quả ngắn ngủi trái cây, có lâu dài phát triển, muốn càng tính toán. Dẫu sao hôm nay nuốt rất nhiều huyết mạch cường giả, hắn cảm thấy cổ trai, nếu như không có tiên thiên độc thể, muốn đột phá trai này gáy chỉ vô vọng. Bất quá hắn không gấp trước ăn vào thần ma linh quả. Hắn muốn chọn thích hợp nhất thời gian. Ví dụ như cướp đoạt hoàn thành tiên thiên độc thể sau đó. Ở chuẩn bị xong cần hết thảy sau đó, Lâm Tuyệt Long cầm Kỷ Lâm đặt ở một cái màu máu trên trận pháp, bắt đầu hiến tế. Kỷ Lâm, nếu như trận pháp hoàn thành, đến lúc đó Triều Ly ra tiên thiên độc thể, đem ngươi hài cốt không còn, nếu là ở ta hoàn thành trận pháp trước thay đổi ý nguyện, ta chỉ cần ngươi tiên thiên độc thể. Nói xong. Lâm Tuyệt Long cũng sẽ không khuyên, huyết quang tràn ngập, trận pháp bắt đầu vận chuyển. Trên bầu trời lăn mây sấm, một đạo đỏ thẫm chùm tia sáng thông thiên lên.
Lâm Tuyệt Long khóe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười dữ tợn. Hắn hưởng thụ hết thảy các thứ này. Hắn đem hoàn thành sau cùng hiến tế, thành là thần quốc mạnh nhất nắm giữ. Đến lúc đó hắn không chỉ muốn Diệp Thần chết, hắn còn muốn nắm trong tay Thiên Đạo Cung. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Lâm Tuyệt Long nụ cười cứng lên. Bởi vì một đạo kinh thiên tiếng, vang tận mây xanh. Lâm Tuyệt Long, đi ra nhận lấy cái chết. Bên ngoài truyền tới một tiếng hô to, theo tới, là một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa. Nguyên bản sợ nhắm mắt lại Kỳ Lâm chợt mở hai mắt ra, vui mừng nói, Diệp Thần lại có thể tìm tới nơi này. Hắn tới cứu ta, ta cũng biết hắn khẳng định sẽ đến. Lâm Tuyệt Long sắc mặt âm trầm như nước, muốn phải hoàn thành trận pháp cũng bị đánh loạn, đứng lên, liền đi ra ngoài. Không nghĩ tới, ngươi lại liền nơi này cũng có thể tìm được, là ta xem thường ngươi. Nơi này là Thiên Ngưu dãy núi vùng cấm kỵ, hàng năm không người tới đây. Hắn chân thực không nghĩ ra Diệp Thần sao sẽ tìm đến chỗ này, bất quá hiện tại hỏi cái này chút vậy không làm nên chuyện gì. Giao ra Kỳ Lâm, ta để cho ngươi chết thống khoái. Diệp Thần hai tròng mắt như băng, lạnh lùng nói. Vô luận như thế nào, Lâm Tuyệt Long lần này tuyệt không thể lưu, ai biết hắn lại sẽ làm ra uy hiếp gì chuyện của mình. Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi lấy là ta ngu sao? Lâm Tuyệt Long không có động tĩnh. Diệp Thần con người đông lại một cái, hắn mơ hồ phát hiện Lâm Tuyệt Long khí tức trên người có thay đổi to lớn. Thậm chí có một chút y uy hiếp. Hắn không dám hết lấy nhẹ tim. Lâm Tuyệt Long, đây là ta ngươi ân oán, ta nói, thả Kỳ Lâm, ngươi có thể thống khoái chết. Lâm Tuyệt Long tựa như nghe được cái gì tốt cười sự việc, vui vẻ cười to, ngươi cho là ngươi thực lực so ta mạnh, liền ăn chắc ta. Vốn còn muốn để cho nàng tự chủ cống hiến tiên thiên độc thể, có thể không nghĩ tới thất bại, nếu không phải là như thế, ta đã sớm cướp đoạt lại. Nếu hiện tại kế hoạch không cách nào bình thường tiến hành, coi như đạt được một cái rưỡi tàn tiên thiên độc thể, ta cũng muốn giết ngươi. Diệp Thần tồn tại để cho hắn quá mức kiêng kỵ, mỗi lần đều là hắn ngăn cản chuyện tốt của mình, lần này nói gì cũng phải đem chi sát hết. Cũng không nói nhiều. Lâm Tuyệt Long trong tay xuất hiện vậy cái thần ma linh quả, cười lạnh nói, chỉ cần ta ăn vào vật này, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Hoa hạ ân oán, hôm nay cũng nên chấm dứt. Một khắc sau, Lâm Tuyệt Long liền một miệng nuốt vào thần ma linh quả ở trong cơ thể hắn bộc phát ra vô cùng là kinh khủng năng lượng, từng đạo hơi thở từ hắn trong thân thể bay ra, cuồng bạo ý xông thẳng tới chân trời. Thậm chí Lâm Tuyệt Long mặt đất dưới chân. Vậy hướng bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Sâu đậm vết rách, ước chừng trăm trượng. Thần ma linh quả, lại khủng bố như vậy. Ăn thần ma linh quả sau đó, Lâm Tuyệt Long hơi thở bỗng nhiên bạo tăng, câu động vô số thiên địa linh khí. Không chỉ có hơi thở đại biến, liền liền thân hình cũng là bắt đầu biến ảo, một nửa người theo thần ma linh quả luyện hóa bắt đầu dần dần biến thành đen, từng tầng một mông lung hỗn độn chi khí tại thân thể bề mặt hiện lên. Đem hắn cả người cho bao phủ ở hắc khí trong phạm vi. Mở. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chỉ nghe gặp hét lớn một tiếng, Lâm Tuyệt Long hơi thở hoàn toàn vững chắc. Lại là dừng lại ở hỗn độn cảnh 7 tầng thiên. Mấu chốt vẫn là không nhất thiết hỗn độn cảnh 7 tầng thiên. Thậm chí mơ hồ mạnh hơn vậy cực sát chi quốc lão tổ. Khắc khắc, cái này loại lực lượng mang tới phong phú cảm. Thật sự là khá vô cùng đây. Hắc phụ tản đi, một cái dưới người nửa đen quái vật xuất hiện ở hai người trước mắt, nếu không phải biết đây chính là Lâm Tuyệt Long, thật đúng là hoàn toàn không nhìn ra cùng trước kia hình dáng có nửa phần tương tự. Người bộ dáng kia, ngược lại là và ngày này châu dãy núi, vùng cấm kỵ danh hiệu xứng đôi, khó trách có người nói nơi này quanh năm có quái vật hoành hành. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, lạnh như băng nói. Hừ. Miệng lưỡi lợi hại, không biết là hay không có thực lực này. Nói xong, Lâm Tuyệt Long màu đen trong bàn tay tràn ra một đoàn hắc khí, lộn gian, tựa hồ có vô số hỗn độn lực ở trong lòng bàn tay dòng nước chảy, nhắm ngay Diệp Thần, nhanh chóng bạo cướp đi, đi qua tăng lên sau tốc độ nhanh dọa người. Ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Lâm Tuyệt Long hét lớn một tiếng, gân xanh trên cánh tay hiển lộ, chút nào không chuẩn bị nương tay. Diệp Thần mặt không đổi sắc, trong tay cũng đã ngưng tụ ra huyền diễm,
ngọn lửa cuồng bạo tỏa ra Diệp Thần lạnh lùng con ngươi, ở Lâm Tuyệt Long sắp đến gần Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần động, trong tay ngọn lửa tung lên ngút trời sóng diễm, và đối phương hỗn độn chi khí chống lại. Sột sột, nhọn thanh âm chói tai vang lên, hắc phụ tràn ngập, không ngừng chiếm đoạt Diệp Thần huyền diễm, lại là ý đồ đem Diệp Thần bọc ở bên trong. Diệp Thần thong thả, tay trái phá thiên lực phun trào, mấy đạo quy luật lực thêm thân, để cho huyền diễm bắt đầu đổi được quỷ dị phiêu hốt, nhưng là rất hiển nhiên uy lực đổi được lớn hơn, lại bắt đầu từ từ chống cự ở hắc khí chiếm đoạt. Coi như là ngắn ngủi ăn vào thần vật thì như thế nào? Ta cũng chiếu giết không lầm. Mặc dù hơi thở tăng lên, nhưng là cuối cùng không có thật tốt vững chắc, Diệp Thần vẫn có sức đánh một trận. Chân thực không được, Diệp Thần nguyện ý sử dụng sát kiếm. Nhập ma giết người. Đụng nhau gian phát ra tiếng vang, hai người đều là đi hồi lùi lại mấy chục mét. Lâm Tuyệt Long diễn cảm cực độ cổ quái, hắn con ngươi lại là bỗng nhiên phóng đại. Tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự việc. Cái này không thể nào, người bất quá chính là Trảm Ách Cảnh, coi như ở Vạn Thần đỉnh chém giết Bạch Ngọc Hoàng, nhưng, tại sao có thể chống lại ta lực lượng bây giờ? Lâm Tuyệt Long là phát sinh trước mắt sự việc cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn rõ ràng cảm giác được mình thực lực bây giờ đã tăng lên không chỉ gấp mấy lần, nhưng là đang đối mặt Diệp Thần thời điểm, nhưng vẫn không có như vậy dễ như bỡn khoái cảm. Ngược lại có một loại mì đối với một cái đồng đẳng cấp đối thủ ảo giác. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, chuyện không thể nào quá nhiều, ví dụ như không lâu sau, ta đem lấy ngươi đầu lâu. Đến hiện tại, Lâm Tuyệt Long thu hồi tất cả khinh thị chi tâm, nếu như lại lấy bình thường cảnh giới tới xem Diệp Thần mà nói, không thể nghi ngờ sẽ chết rất thảm. Hắc ám lãnh vực. Đột nhiên, cái này phiến bầu trời bị hắc ám cho chìm ngập. Vô số hắc ám đem hai người hoàn toàn bọc ở bên trong, trừ hắc ám, còn có để cho người cảm giác được nhịp tim thanh âm. Vậy trong bóng tối sát ý lạnh như băng. Diệp Thần nhíu mày một cái, phát hiện mình thực lực lại bị áp chế. Tận tình hưởng thụ bóng tối thịnh yến đi, ta sẽ ở trong bóng tối đem các ngươi từng cái thu hoạch. Trong bóng tối vô tận, Lâm Tuyệt Long thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, trong thanh âm mang theo hồi âm, căn bản khó mà phân biệt hắn phương vị. Nhìn màu đen khu vực, ngược lại khơi dậy Diệp Thần chiến ý. Cực võ, trọng quyền. Diệp Thần một tiếng giống giận, một quyền nện xuống. Nhưng mà, hắc ám căn bản không có bị đập mở. Ngược lại một cổ rối loạn lại đè nén hơi thở, trói buộc Diệp Thần. Để cho Diệp Thần khó chịu đến mức tận cùng. Diệp Thần không do dự nữa, nhắm mắt lại. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm. Một chuôi sát ý bao gồm kiếm. Kiếm nặng, thậm chí để cho Diệp Thần cũng không cách nào chinh phục. Diệp Thần biết, mình bây giờ không cách nào phát huy sát kiếm toàn bộ lực lượng. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn cũng phải thử một lần. Trong tay xuất hiện sát kiếm, xuất hiện đồng thời mang theo xương máu chi khí, tản mát ra ánh sáng màu đỏ, tạo ra trước mắt nửa mét lãnh vực. Chỉ ta lăng tiêu, đồ thần phá thiên. Vạn ma kinh lôi kiếm. Một kiếm chém tới. Tựa hồ vạn cổ tan biến, bình minh tái hiện, một đạo kiếm quang xa xa lao ra, nhưng ở không biết cuối hoàn toàn biến mất không gặp, vạn phần quỷ dị. Mấy giây sau đó, sát kiếm lực lượng chập chờn mở, lại chém ra một chút quang minh. Chỉ bất quá cái này quang minh rất nhanh liền biến mất. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng. Sát kiếm lực lượng lại có thể vậy không phá nổi. Lâm Tuyệt Long rốt cuộc nắm giữ thứ gì? Những thứ này và Côn Lôn Hư lại có liên hệ gì? Cái này lãnh vực, thật đúng là đáng sợ. Đối phó cường giả như vậy, lãnh vực mở một cái, người nào có thể địch? Lãnh vực tựa hồ có ngăn cách tác dụng, hắn phát hiện chung quanh hết thảy đều biến mất, Diệp Thần chỉ có thể trầm xuống tim đến tìm chính xác sơ hở công kích nữa, miễn được lãng phí một cách vô ích trong cơ thể linh lực. Lãnh vực hẳn cũng bất quá là hỗn độn chi khí xây dựng một cái có mới phép tắc không gian. Có lẽ liền thời gian trôi qua vậy không nhất định sẽ có, sư tôn nói qua, vạn sự cũng tự có phương pháp phá giải, liền cả thiên đạo, cũng không vô địch, mà hắn hiện tại liền cần phải tìm được một cái như vậy cửa đột phá. Mà giờ khắc này, ngoại giới Lâm Tuyệt Long thần sắc nhưng là cực kỳ sợ hãi. Mới vừa trong nháy mắt, Diệp Thần lại một kiếm bổ ra hắn hắc ám. Làm sao có thể? Thế gian hẳn không có vũ khí và lực lượng có thể phá vỡ à?
Mới vừa rồi trong bóng tối rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cũng may, hắc ám lãnh vực chỉ bất quá phá vỡ trong nháy mắt. Lâm Tuyệt Long lúc này mới thanh tĩnh lại. Diệp thần, người không phải thật lợi hại sao? Làm sao, hiện tại loại tư vị này dễ chịu sao? Cái này mảnh không gian thuộc về hoàn toàn bất động trạng thái, ta có thể sống miễn cưỡng cầm ngươi nhốt đến sắp treo, mà ngoại giới có lẽ chỉ trải qua một giây. Ha ha ha! Diệp thần bình tĩnh đối mặt những thứ này cười nhạo, bây giờ không phải là xung động lúc đó, đối phương vậy nhất định ở tìm sơ hở của hắn. Bất quá đối phương là nói thật, nếu là vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này, không có người có thể không tan vỡ. Lâm Tuyệt Long vì sao sẽ nắm giữ cái này loại tồn tại, hết thảy các thứ này đã vượt qua xa mình đã từng có giết liền giới vực. Lãnh vực, Diệp thần líu díu, trong lòng không ngừng suy tư, vì sao là lãnh vực. Diệp thần tay cầm sát kiếm, trong lòng nếu không có vật, đối với Lâm Tuyệt Long vô tận tiếng cười nhạo coi mà không gặp, ý niệm trở về đến căn nguyên đi lên. Hồi lâu, không biết qua bao lâu, có thể là một giây, tựa hồ cũng có thể là hơn 10.000 năm, Diệp thần cặp mắt đột nhiên mở ra, sạch bóng thoáng hiện, lại có từng tia hiểu ra ở trong đó. Ta biết, lăng tiêu võ ý bắt đầu ở Diệp thần trong cơ thể dục dịch, vô số nhân tử bắt đầu thử ở trong cơ thể hắn kết hợp. Thế gian mọi thứ, chẳng lẽ là quy luật lực và võ đạo ý vận xây dựng, chẳng lẽ là tuân theo đại đạo chi quy tắc, hai kết hợp, trong cơ thể mới có thể xuất hiện chân chính vũ trụ, mới có thể lĩnh ngộ võ đạo chỗ sâu lãnh vực lực lượng. Hắc ám lãnh vực ba động một chút, để cho Lâm Tuyệt Long thầm kinh hãi, không biết Diệp thần muốn làm gì, bất quá hắn vậy chậm chạp không nhúc nhích, bởi vì Diệp thần hơi thở hết sức nguy hiểm, hắn muốn cùng Diệp thần lộ ra sơ hở, lại cho ra một kích chí mạng. Nhưng mà làm tiếp tục chờ tiếp thời điểm, bất an trong nội tâm hắn càng ngày càng lớn. Liền tựa như, Diệp thần muốn đột phá hết thảy loại cảm giác đó, Lâm Tuyệt Long không dám tin tưởng, cầm cái ý niệm này quăng ra đầu óc Diệp thần. Làm sao có thể? Nhưng loại cảm giác đó, quả thật không sai. Hắc ám lãnh vực bên trong thuộc về an tĩnh tuyệt đối, yên lặng để cho người giác đến đáng sợ, không có người có thể lâu dài ở lại, mà chỗ vào trong đó Diệp thần. Ở sát kiếm hơi trống lên an toàn trong phạm vi không ngừng cảm ngộ. Oanh! Chẳng biết lúc nào, một đạo cuồng bạo sát khí bao gồm ngọn lửa bắt đầu xuất hiện tại không gian bên trong, hơn nữa ở hắc ám trong lãnh vực hừng hực cháy, hoàn toàn phá vỡ Lâm Tuyệt Long tưởng tượng. Không thể, tuyệt không thể để cho hắn tiếp tục như vậy. Diệp thần tựa như có vĩnh viễn vậy không dùng hết lá bài tẩy, cho người cảm giác giống như là mênh mông biển khơi. Liền liền bản không nên ở lãnh vực bên trong ngọn lửa vậy bắt đầu xuất hiện, cái này làm cho hắn bị nồng nặc uy hiếp. Sắp tối tối tăm lãnh vực nén đến mức tận cùng, Lâm Tuyệt Long trong tay xuất hiện một cái cổ quái trường kiếm. Ám ma hỗn thiên đâm. Trường kiếm mang cực kỳ rối loạn hơi thở, ở hắc ám lãnh vực bên trong không tiếng động đánh ra, không cần thiết chốc lát, liền xông về Diệp thần. Nguyên bản nhắm chặt hai mắt Diệp thần đột nhiên mở ra. Đối mặt cái này cường đại nhất kích lại cũng không né tránh, để cho Lâm Tuyệt Long không khỏi thần giác miệng nhếch một cái độ cong, lần này, tổng nên kết thúc. Sát ý lãnh vực, mở, oanh, lấy Diệp thần là trung tâm, chung quanh bắt đầu toát ra vô số ngọn lửa, những thứ này cuồng sát ngọn lửa vô cùng là mạnh mẽ, thậm chí liền liền hắc ám lãnh vực cũng bị hắn đốt rụi. Mà đang ở sát ý lãnh vực tạo ra ngay tức thì, vậy đạo công kích cũng bị hạn chế ở Diệp thần quanh thân một tấc chỗ, nhưng chính là ngắn ngủi này khoảng cách, nhưng cách rãnh trời. Ngọn lửa đang cháy, vốn là bị hắc ám tràn ngập thế giới lập tức quang minh, hắc ám lãnh vực giống như gặp phải khắc tinh giống vậy rối rít xúc lui về. Mà trường kiếm kia, đã sớm bị cái này thiêu hủy vạn vật ngọn lửa đốt thành một đoàn khói đen, biến mất ở trong không khí, lại cũng không phát hiện được. Lãnh vực bị phá. Diệp thần cũng được công từ hắc ám trong lãnh vực tránh thoát, bầu trời lập tức khôi phục ánh sáng, nơi này vẫn là thiên nghiêu dãy núi chi địa, mà Lâm Tuyệt Long cũng là kinh nghi bất định nhìn về Diệp thần, trong mắt đều là kinh hãi. Không, cái này căn bản không có thể, một mình ngươi chạm ách cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ ra loại vật này, cái này căn bản không có thể. Diệp thần lãnh vực lực mới vừa một tạo thành liền cơ hồ hoàn toàn nghiền ép Lâm Tuyệt Long hắc ám lãnh vực. Dẫu sao bởi vì cái này hắc ám lãnh vực chỉ là thần ma linh quả để cho hắn cưỡng ép lĩnh ngộ mà thôi, cũng không phải là hắn tự chủ tu luyện có được, cho nên trong uy lực không so được Diệp thần sát ý lãnh vực.
Nói nhiều vô ích, cướp đi Kỳ Lâm bắt đầu, người kết cục đã định trước, chỉ có chết. Diệp Thần nói để cho Lâm Tuyệt Long sắc mặt thảm trắng, hắn chỗ dựa lớn nhất chính là hắc ám lãnh vực cùng với huyết mạch, nhưng là huyết mạch đối với Diệp Thần căn bản không có dùng. Tựa như Diệp Thần huyết mạch trong cơ thể, có thể áp chế hết thảy. Dù là hắn dùng cấm thuật hình thành huyết mạch, sát ý lãnh vực tạo ra, Diệp Thần không phải cái gì người rộng lượng. Lâm Tuyệt Long trước khi thủ đoạn nếu như dùng ở bất kỳ một người nào võ giả trên mình, không thể nghi ngờ cũng sẽ là vô cùng là thê thảm. Cho nên, hắn quyết định lấy người chi đạo, còn trị người thân. Cuồng sát ngọn lửa tấn công tới, lãnh vực lực lấy Diệp Thần là trung tâm mở ra, vây lại cái này một phiến thiên địa. Ngọn lửa bọc ở Lâm Tuyệt Long toàn thân, thậm chí liền liền nội tạng, vậy bắt đầu nảy sinh ra ngọn lửa. Nhưng là những ngọn lửa này hết lần này tới lần khác lại đốt không chết hắn, chỉ là để cho hắn cảm nhận được vô cùng vô tận chỗ đau. Diệp Thần, ta muốn giết ngươi. Ắt phải đem ngươi ngàn đao lăng trì, xương nghiền thanh cho rắc. Diệp Thần, ngươi giết không chết ta. Cuối cùng có một ngày, ngươi biết chết ở ta trên tay. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương để cho Kỳ Lâm cũng không nhìn được đồng tình dậy Lâm Tuyệt Long, thật sự là quá thảm. Càng là có thể thấy được thân thể của đối phương bị ngọn lửa đốt trọi sau ở trong nháy mắt tựa hồ lại hoàn toàn khôi phục, liên tục quá trình này. Cái này dĩ nhiên là Diệp Thần kiệt tác, thông qua đối với lãnh vực bên trong thời gian và không gian sử dụng, dễ dàng liền có thể đem một người hành hạ sống không bằng chết, có thể so với địa ngục. Diệp Thần không phải kẻ ác, nhưng đối với Lâm Tuyệt Long không có chút nào thương hại chi tâm. Vân Hồ Sơn Trang, Côn Lôn Hư, Linh Võ Đại Lục, Thần Quốc. Hai người ân oán cũng nên chấm dứt. Nhận chịu không biết bao lâu hành hạ, Lâm Tuyệt Long tinh thần ở ranh giới tan rã, hắn không biết qua bao lâu, nhưng hắn biết chỉ cần Diệp Thần muốn, như vậy cái này thời gian sẽ là vĩnh viễn. Ở tinh thần và thân thể đồng thời tàn phá hạ, hắn không chống nổi. Diệp Thần, thả ta bảo đảm sẽ không lại làm khó ngươi, còn sẽ thả cái cô gái đó. Từ đây không xuất hiện nữa ở ngươi trước mặt. Hắn hối hận, ở cực độ bị hành hạ, hắn căn bản sinh không dậy nổi bất kỳ lực phản kháng, liền liền cầu xin tha thứ. Diệp Thần nhưng không có động tĩnh. Diệp Thần, không, Diệp tiên sinh, ta biết lỗi rồi, cầu ngươi tha ta đi, giết ta cũng được. Là ta sai, tất cả đều là ta sai, ta không nên dây vào ngươi, cũng không nên xuất hiện ở ngươi trước mặt, để cho ta chết, để cho ta chết. Lâm Tuyệt Long hoàn toàn tinh thần thác loạn, trong mắt tràn đầy đỏ tươi, căn bản không xem một người bình thường, liền liền ánh mắt cũng không đúng lắm. Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, nghĩ tới điều gì, đối với Lâm Tuyệt Long nói, người rốt cuộc ở Côn Lôn Hư huyết minh bên trong, phát hiện cái gì? Huyết minh và Côn Lôn Hư lại có liên hệ gì? Thời khắc này Lâm Tuyệt Long cực độ dữ tợn, hắn do dự mấy giây mở miệng nói, Diệp Thần, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Hoa Hạ Côn Lôn Hư là thần quốc Diệp gia một vị lớn có thể khai thác, hắn lúc ấy vì chống cự một cái kêu là Đế Uyên Điện thế lực. Côn Lôn Hư bất quá là thần quốc Diệp gia cuối cùng lưu tích chữ vùng đất hy vọng. Cách xa thần quốc, cách xa thượng giới, mới có hy vọng. Giờ khắc này, Diệp Thần giật mình. Côn Lôn Hư lại không phải tự nhiên hình thành. Là Diệp gia cường giả mở ra. Nhưng... Lâm Tuyệt Long làm sao sẽ biết? Ngươi xác định, còn nữa, ngươi nói Đế Uyên Điện rốt cuộc là cái gì? Lâm Tuyệt Long chợt gật đầu, ta dám hướng ngươi bảo đảm. Huyết minh trong bí mật chung có một phiến bích họa, ta lúc ấy chỉ nhớ một phần chia. Đúng rồi, còn có một cái tên chữ. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, tên gì? Lâm Tuyệt Long mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên, một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên bùng nổ. Từ Lâm Tuyệt Long quanh thân vỡ ra. Sát ý lãnh vực lại cắn trả Lâm Tuyệt Long. Lâm Tuyệt Long, chết. Đáng chết. Diệp Thần thần sắc nghiêm túc. Tại sao thời điểm mấu chốt nhất, sát ý lãnh vực sẽ như vậy? Hắn hoàn toàn có thể lấy được nhiều tin tức hơn à. Một khắc sau, Diệp Thần năm ngón tay nắm chặt, một quả cổ quái văn lộ ngọc bội xuất hiện nơi tay tim. Sát ý lãnh vực phá hủy hết thảy, nhưng ngọc bội này lại tồn tại. Diệp Thần linh thức dò nhập, nhưng ngay tức thì bị đánh trở về. Xem ra, Lâm Tuyệt Long trên người bí mật phải cùng ngọc bội này có liên quan. Diệp Thần lẩm bẩm nói.
Mà ngay lúc này, một mực không mở miệng Lăng Thiên mũi tên thần nói chuyện, thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi sát ý lãnh vực bị người quấy nhiễu. Nói cách khác, mới rồi có một cổ vượt qua hết thảy lực lượng, hạ xuống. Diệp Thần thần sắc biến đổi. Hắn biết, Lăng Thiên mũi tên thần lời nói đại biểu cái gì. Có một vị cường giả kinh thiên dùng cấm kỵ xóa đi Lâm Tuyệt Long nói ra tên kia chữ có thể. Mặc dù không biết vậy cường giả kinh thiên tên gì, nhưng là cùng Đế Uyên Điện tuyệt đối có quan hệ. Đế Uyên Điện, Cửu Thiên Thần Long Điện, Luân Hồi đứng đầu, Thiên Đạo Cung, còn có khối ngọc bội này sau lưng rốt cuộc cất giấu dạng bí mật gì. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, thu hồi sát ý lãnh vực sau đó, Lâm Tuyệt Long thân thể cùng với thần hồn đều đã bị đốt thành hư không, mà Diệp Thần thì cũng không quay đầu lại đi tế đàn đi tới, tìm được một mặt kinh ngạc vui mừng Kỳ Lâm. Kỳ Lâm kiêu ngạo trên mặt, giờ phút này nhưng là treo một chùm nước mắt. Diệp Thần sờ một cái Kỳ Lâm đầu, cái này còn là ta biết Kỳ Lâm sao, lại vẫn sẽ khóc. Kỳ Lâm quyệt miệng, Diệp Thần, ngươi không muốn sờ ta đầu, dài không cao. Nói xong, Kỳ Lâm dừng lại nửa giây, đưa tay ra đột nhiên ôm lấy Diệp Thần. Kiềm chế thật lâu nước mắt lần nữa tuôn ra ngoài. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Diệp Thần ngẩn ra. Hắn ngược lại là rất ít nghe gặp Kỳ Lâm nói cảm ơn. Xem ra lần này, thật đối với Kỳ Lâm ảnh hưởng rất lớn. Diệp Thần vừa định nói gì nữa, đột nhiên, thần cực tông trưởng môn ngọc bội truyền đến dị động. Ngọc chân tử thanh âm trực tiếp vang lên. Diệp Thần, mau trở về thần cực tông, Diệp Lăng Thiên. Tựa hồ muốn tỉnh. Diệp Lăng Thiên muốn tỉnh. Đây là gần đây Diệp Thần nghe được tin tức tốt nhất. Hắn không do dự nữa, khá là kích động nhìn về phía Kỳ Lâm, chúng ta đi. Kỳ Lâm tay nhỏ bé bắt được Diệp Thần, được. Một giây kế tiếp, hai người tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hoàn toàn biến mất ở một phiến trong phế tích. Mà ở Diệp Thần rời đi sau đó, trong bóng tối, vẻ cổ quái khí lưu phun trào. Cửa hư không tựa như mở ra. Cửa bên trong, lại đi ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia phục trang có chút cổ quái. Ấn đường vẽ một đạo cổ xưa phù văn, quanh thân hơi thở cực kỳ rừng rưng. Tựa như không có bất kỳ tu vi vậy. Hắn nhìn Diệp Thần viễn đi phương hướng, khóe miệng nở một nụ cười, Diệp Thần. Có ý tứ. Thanh kiếm kia, ta thật đúng là muốn chiếm làm của mình đây. Nếu không phải xem ở người kia mặt mũi, người có thể đã chết. Không quá ta lần này không giết ngươi, không đại biểu ngươi có thể khiêu chiến uy tín. Như ngươi điều tra nữa đi xuống, ta bảo đảm, ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Nói xong, bóng người chủ nhân, năm ngón tay nắm chặt, một đoàn màu đen chi khí cầm ở lòng bàn tay, rồi sau đó biến dạng hư không. Một bước bước vào, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Nửa tiếng sau, Diệp Thần rốt cuộc đã tới thần cực tông. Hắn và Kỳ Lâm hai người bước chân dừng lại. Hai đôi tròng mắt ngưng mắt nhìn thần cực tông bầu trời. Giờ phút này, thần cực tông bầu trời hết sức kiềm chế, bụi đất trầm trầm mây mù đem thần cực tông bao phủ ở một phiến không rõ ràng trong đó, thỉnh thoảng có sấm sét ở trong tầng mây qua lại mà qua, tương đối kinh tâm động phách. Hống! Đột nhiên, một đạo hồng hoang cổ thú tiếng gầm gừ vang lên, thanh âm xuyên thấu thiên địa, đưa tới vô số chấn động, mà ngay trước mọi người người nghe tiếng nhìn lại lúc đó. Chỉ gặp vậy trên tầng mây, một đầu viễn cổ thần thú bước ra một chân, đạp sấm sét trên bầu trời ngửa mặt lên trời gầm thét. Rồi sau đó, có nhiều hơn thần thú hư ảnh hạ xuống, tiếng gầm gừ vang khắp thiên địa, thậm chí thực lực không đủ người, lỗ tai bị chấn tràn ra một chút máu tươi, nhưng coi như nghe không gặp, vậy tới từ trên cấp bậc áp chế vẫn tồn tại, uy nghiêm cao cao tại thượng, để cho những thần thú này phảng phất ở mắt nhìn xuống chúng sanh. Nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt ánh mắt để cho người không dám nhìn thẳng. Đây là, Diệp Lăng Thiên muốn độ kiếp. Diệp Thần không do dự nữa, cực võ thần tránh phát động, ngay tức thì đi tới Diệp Lăng Thiên cửa phòng ra. Mà cửa phòng ra, đã có một người đứng. Chính là thần cực tông trưởng môn Ngọc Chân Tử. Diệp Thần vội vàng chắp tay, sư tôn, Diệp Lăng Thiên như thế nào? Ngọc Chân Tử nhìn một cái Diệp Thần, ngưng trọng nói. Người hẳn thức tỉnh, bất quá kiếp này, chúng ta không cách nào thay thế, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cái này Diệp Lăng Thiên huyết mạch trước đây ta tra xét, không hề coi là mạnh.
Chẳng lẽ là bởi vì là thần quốc Nguyệt Hoàn dị tượng đưa đến hắn thức tỉnh thượng cổ thần thể? Cũng không đúng à, ta cũng gặp qua thức tỉnh thượng cổ thần thể thiên tài, căn bản không có loại cấp bậc này dị tượng à. Diệp Thần không nói gì. Hắn nhớ lại, trước đây không lâu Diệp Lăng Thiên chạm được tòa kia bia đá. Bia đá ở giữa huyết ấn chính là Diệp Lăng Thiên tổ tiên lưu lại. Diệp Lăng Thiên tổ tiên đuổi theo trước một đời luân hồi đứng đầu cùng với Diệp gia. Thực lực và huyết mạch tuyệt đối đáng sợ. Thậm chí có thể đứng sau luân hồi huyết mạch. Nhưng là Diệp Lăng Thiên cảnh giới không hề cao, hắn thật có thể vác ở dị tượng như thế. Diệp Thần có chút lo lắng. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong, cường đại năng lượng ba động lưu chuyển. Theo đạo lôi kiếp thứ nhất rơi xuống, bên trong nhà tỉnh lại Diệp Lăng Thiên con người tràn đầy kiên quyết. Hắn năm ngón tay nắm chặt, quanh thân vần quanh vô số cổ xưa lại nhàn nhạt phù văn, hắn lại là sử xuất mình toàn lực tới tiến hành ngăn cản, nhưng phát hiện lôi kiếp thật sự là quá mạnh mẽ, nhất kích liền đủ để hủy thiên diệt địa uy lực. Hắn biết rõ mình bất quá là một cái thực lực thấp hèn võ giả, thậm chí ở thần cực tông đều không coi là mạnh. Cái này loại lôi kiếp, sợ rằng điện chủ mới có thể ngăn cản. Cho nên hắn căn bản là không đỡ được à. Nơi bầy phòng ngự cơ hồ giống như giấy dán như nhau trong phút chốc bị phá hủy. Mắt xem lôi kiếp thì phải rơi xuống, Diệp Lăng Thiên bên trong lòng đang cực độ vùng vẫy, hắn không muốn chết, hắn còn gánh vác gia tộc bảo vệ trách nhiệm nặng nề, hắn nhất định phải còn sống. À! Hô to một tiếng, Diệp Lăng Thiên cả người trên dưới bắt đầu xuất hiện ánh sáng màu vàng, mơ hồ có hoang cổ cự thú hư ảnh lao ra trong cơ thể. Diệp Lăng Thiên trong cơ thể tựa hồ có vật gì bị tỉnh lại, đếm không hết kim quang tạo thành một cái lực phòng ngự cực mạnh phòng ngự che chở. Thương khung phủ xuống cái này đủ để phá hủy thiên địa nhất kích đánh vào phòng ngự phủ lên, nhưng chút nào không gặp hắn đung đưa. Cái này chẳng lẽ chính là tổ tiên nói hoang cổ thần mạch. Xương thịt, da máu, vào giờ khắc này toàn bộ hóa là màu vàng, giống như một tôn viễn cổ chiến thần. Cái này... Bên ngoài Ngọc Chân Tử tự nhiên cảm giác được cái gì? Mặt hắn lên viết đầy lộ vẻ xúc động, cái này loại lôi kiếp lực, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy sao, lại bị Diệp Lăng Thiên ngăn cản. Diệp Lăng Thiên cái gì tu vi, hắn nhưng mà vô cùng rõ ràng à. Chẳng lẽ, hết thảy các thứ này, là nghịch thiên huyết mạch lực thức tỉnh dấu hiệu. Huyết mạch quật khởi, trên trời hạ xuống dị tượng, cái này thuyết minh coi như là thiên đạo. Cũng đúng cái này loại huyết mạch tích trữ đang kiêng kỵ, lại là biểu thị cái này loại huyết mạch hiếm hoi hiếm thấy cùng với mạnh mẽ. Hôm nay, ở thần cực tông Diệp Lăng Thiên trên mình thức tỉnh, thật là trời phù hộ hắn thần cực tông. Đây chẳng lẽ là đang bày tỏ, thần cực tông sắp muốn quật khởi sao? Dị tượng càng ngày càng nhiều, thần cực tông tất cả trưởng lão vậy xuất hiện ở Ngọc Chân Tử và Diệp Thần Trưng. Những thứ này ở thần cực tông thân phận tôn quý trưởng lão vậy đồng dạng là kích động dị thường, mặc dù có Diệp Thần cái yêu nghiệt này, nhưng là dẫu sao một cái tông môn thịnh suy vẫn là phải xem đại đa số người, trừ phi một người thực lực thật cường thịnh tới cực điểm, nếu không thì không cách nào chừng một cái tông môn hưng thịnh. Chỉ bất quá có vài trưởng lão đối với Diệp Lăng Thiên cũng không tính là rõ ràng. Một người trong đó sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, liền đối với Ngọc Chân Tử nói, trưởng môn. Cái này dị tượng kết quả hạ xuống ở trên người người đó. Người này tên là Diệp Lăng Thiên. Làm một vị trưởng lão nói ra Diệp Lăng Thiên cái tên này thời điểm, những người khác rối rít kinh ngạc, vậy họ Diệp. Có phải là trùng hợp hay không? Bầu trời man thú tựa hồ đối với Diệp Lăng Thiên ngăn cản thiên kiếp mà bất mãn, một đạo hư ảnh trong miệng ngưng tụ một đạo sấm sét màu tím, có thể so với nhà còn to lớn hơn lôi cầu thế không thể đỡ phun ra. Ngay chớp mắt liền xông lên đánh tới Diệp Lăng Thiên đỉnh đầu. Nhớ tới vị kia Diệp gia tổ tiên nói, Diệp Lăng Thiên tâm thần lắng đọng, trong tay bấm một cái thần bí khó lường pháp quyết, rồi sau đó trong cơ thể hoang cổ thần mạch bị tự chủ kích thích, một đầu không thấy rõ hình dáng, nhưng là ẩn chứa một chút man hoang hơi thở thần thú hư ảnh nhập vào người ở Diệp Lăng Thiên trên mình. Theo Diệp Lăng Thiên tay một chảo, sấm sét màu tím cầu trực tiếp bị hư ảnh bắt bạo, phát ra oanh một tiếng kinh thiên vang lớn. Vô số người rung động nhìn một màn này, những cái kia biết Diệp Lăng Thiên người đều biết, chỉ cần hắn có thể bình yên vượt qua lôi kiếp, sau này thành tựu đem không thể giới hạn, trực tiếp từ ngoại môn đệ tử trở thành đệ tử chân truyền cũng không thể nào. Bầu trời sấm sét còn đang bùng nổ,
một tầng nhanh hơn một tầng lợi hại, đến cuối cùng, đã vượt qua xa đệ tử nội môn có thể chịu đựng cực hạn, Diệp Lăng Thiên lại là khóe miệng chảy ra không thiếu vết máu, nhưng vẫn kiên trì kháng lôi. Chỉ cần kháng qua, ta là có thể trọng trấn gia tộc sứ mạng, bảo vệ điện chủ. À, thần mạch lực lượng đang toàn lực dung nhập vào Diệp Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ làm vô số người sợ hãi lực lượng đang thức tỉnh, Diệp Lăng Thiên rốt cuộc không nhịn được ra tay, trong tay xuất hiện một chuôi trường thương. Trường thương cả người bao trùm kim quang, ở đầu thương một chút lại là sắc bén để cho người không mở mắt nổi, vô số canh kim chi khí ở trong đó ngưng tụ, tựa hồ một kích này, có khiêu chiến trời cao uy nghiêm. Hưu, Diệp Lăng Thiên trong tay dài súng hướng lên trời đâm tới, màu vàng kim trường thương càng ngày càng lớn, che khuất bầu trời vậy thần thương đâm thẳng bầu trời, vậy một phiến sấm sét cùng với ở trong sấm sét gầm thét hư ảnh bị một kích này cho hoàn toàn oanh nghiền. Hồi lâu, tựa hồ còn có thể nghe gặp hư ảnh không cam lòng thanh âm ở trên bầu trời vọng về, mà quật khởi thần mạch lực Diệp Lăng Thiên tu vi ổn định lên tăng, trực tiếp vượt qua đến chảm ách cảnh. Nháy mắt bây giờ, ách lôi hạ xuống. Cuồng ngạo ách lôi cương mới vừa ra đời, Diệp Lăng Thiên trong cơ thể liền lao ra một đạo mãng hoang hư ảnh, một miệng hung hăng nuốt vào. Ách lôi biến mất. Không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm. Cái này thậm chí có thể là trên lịch sử nhanh nhất kết thúc ách lôi thủ đoạn. Ngọc Trân Tử kinh hãi nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, Đồ Nhi. Điều này sao có thể? Kết quả là nguyên nhân gì để cho Diệp Lăng Thiên cũng như này thay đổi? Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, ta cũng không biết. Mọi người ở đây lấy là hắn không cách nào lại đột phá lúc đó, ầm một tiếng, một đạo kim sắc chùm tia sáng thông thiên lên. Chùm tia sáng chung quanh lại là lượn lờ từng trận cổ xưa phù văn. Diệp Thần nhìn những phù văn kia mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không nói ra được. Còn chưa cùng mọi người kịp phản ứng, chùm tia sáng lại nháy mắt tức thì biến mất. Phảng phất từ không tồn tại qua. Chẳng lẽ thất bại? Có trưởng lão nhẹ ồ nói. Diệp Thần trong lòng cũng có chút nghi ngờ, ở hắn xem ra, vậy dính huyết ấn bia đá, tuyệt đối không phải như vậy thật đơn giản cơ duyên. Ước chừng mấy giây sau đó, cửa phòng lại mở ra. Diệp Lăng Thiên từ bên trong đi ra, thần sắc ngưng trọng. Hắn mấy bước chính là xuất hiện ở Diệp Thần trước người, trực tiếp quỳ xuống, Diệp Lăng Thiên bái kiến điện chủ. Diệp Thần hiếu kỳ nói, huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Hết thảy kết thúc. Diệp Lăng Thiên nhưng là lắc đầu một cái, điện chủ, còn không có. Cái này thông ngày trời chủ sợ rằng sẽ hấp dẫn một ít chỗ tối thế lực tới. Ta không hy vọng điện chủ bại lộ quá sớm. Ta dự định tìm một nơi đường cùng có thể che đậy chùm tia sáng dị tượng, đột phá 15 ngày. Như vậy bỏ mặc đối với điện chủ, hay là đối với ta đều có lợi. Diệp Thần nghe được lời này tiếng nói, ngược lại là quấn quýt mấy phần. Toàn bộ thứ bảy thần quốc nào có cái này loại đường cùng. Che đậy hết thảy dị tượng. Sợ rằng chỉ có thượng cổ tồn tại. Đột nhiên, Diệp Thần thần sắc biến đổi. Hắn nghĩ tới một chỗ. Cực sát chi quốc. Cực sát chi quốc là thật chánh thần nước chí cường mở ra, chấn thủ sát kiếm. Đủ để che đậy hết thảy dị tượng. Huống chi cực sát chi quốc coi như là hắn nắm trong tay, tuyệt đối an toàn. Diệp Thần không do dự nữa, ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình, mở miệng nói, đã như vậy ta mang ngươi đi một chỗ. Nói xong, Diệp Thần liền đối với Ngọc Trân Tử giao phó nói, sư tôn, giúp ta chăm sóc kỹ Kỷ Lâm, ta phải dẫn Diệp Lăng Thiên rời đi một hồi. Ta sẽ cố mau trở lại. Ngọc Trân Tử biết chuyện nghiêm trọng, nghiêm túc nói, Đồ Nhi yên tâm, có ta ở đây, người bất kỳ không dám động Kỷ Lâm. Lần này sự việc không phải chuyện đùa, nếu là có cần, tùy thời và ta liên lạc. Diệp Thần gật đầu một cái, một giây kế tiếp, liền dẫn Diệp Lăng Thiên trực tiếp rời đi thần cực tông. Lần nữa đi cực sát chi quốc. Một ngày sau, Diệp Thần lần nữa thông qua vậy thần điện cấm chế tiến vào cực sát chi quốc. Mà hắn không còn là một người. Bên người còn có Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên ở bước vào cực sát chi quốc nháy mắt, con người hơi kinh ngạc, mở miệng nói, điện chủ. Chỗ này, ta cảm giác có chút quen thuộc. Thật giống như, ta tổ tiên đã tới nơi này. Gần đây, ta hôn mê lúc đó, đứt quãng tổ tiên trí nhớ tràn vào đầu óc. Mà đây cực sát chi quốc, vào thời khắc này,
ta lại cảm giác được rất tinh tường. Diệp Thần thần sắc ngẩn ra, xem ra cái này cực sát chi quốc người sau lưng, sợ rằng và Diệp gia cũng có chút liên lạc. Vậy mình nắm trong tay thanh kia sát kiếm, chẳng lẽ vậy đại biểu cái gì? Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa. Hắn biết, nắm trong tay cái này sau lưng tồn tại, sợ rằng không muốn để cho mình biết nhiều thứ hơn. Rất nhanh, Diệp Thần thấy lần nữa Du Tuyền Nhi. Du Tuyền Nhi vốn cho là gặp lại Diệp Thần ít nhất phải đếm tháng sau, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngắn như vậy tạm thời gian, hai người lần nữa gặp nhau. Diệp công tử, ngài làm sao tới? Du Tuyền Nhi mặc dù là cực sát chi quốc nữ đế, nhưng đối đãi Diệp Thần nhưng là cực kỳ tôn kính. Nàng biết, mình bây giờ hết thảy, dù là cực sát chi quốc hết thảy, cũng hẳn thuộc về Diệp Thần. Như không có Diệp Thần, cũng chưa có mình bây giờ, càng không có cực sát chi quốc an ninh. Diệp Thần cũng không nói nhảm, đem Diệp Lăng Thiên muốn đột phá sự việc nói ra. Du Tuyền Nhi hướng về phía Diệp Lăng Thiên chắp tay một cái, nếu cái vị công tử này là Diệp công tử bằng hữu, vậy cùng ta tới, ta biết một nơi cực kỳ thích hợp đột phá. Du Tuyền Nhi mang Diệp Thần hai người đi tới liền cực sát chi quốc chỗ sâu một tòa cổ xưa đền bên trong. Diệp Thần còn chưa bước vào, chính là cảm giác được chung quanh lưu động cực kỳ cổ quái trận pháp. Trận pháp này, hắn thậm chí không cách nào nhìn thấu. Chỉ sợ là viễn cổ đại năng bày. Du Tuyền Nhi sử dụng một khối ngọc bài, ngay tức thì trận pháp mở ra. Ba người đồng thời tiến vào trong đó. Để cho Diệp Thần bất ngờ phải, đền bên trong lại cực kỳ bát ngát. Thậm chí bên trong linh khí cũng cực kỳ đậm đà. Diệp công tử, đây là ta ở đế vị lúc đó, xem cực sát chi quốc lịch sử phát hiện. Nơi này linh khí cực kỳ đậm đà, mấu chốt bất kỳ đột phá nào dị tượng, cũng không biết bị ngoại giới quấy nhiễu. Cái này mấy ngày, ta thường xuyên tới nơi này tĩnh tu, phát hiện tu vi lại sẽ tăng trưởng không thiếu. Nếu Diệp công tử bằng hữu muốn đột phá, nơi đây không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn có thể cảm giác được Diệp Lăng Thiên trong mắt nóng như lửa, liền nói, Lăng Thiên, đi đột phá đi, cái này 15 ngày, hẳn không người tới quấy rầy ngươi. Diệp Lăng Thiên trong mắt kiên quyết, cảm ơn điện chủ. Lời nói vừa dứt, Diệp Lăng Thiên liền xuất hiện ở một tảng đá lớn bên trên. Hai tròng mắt đóng chặt, ngồi xếp bằng. Vậy thông thiên phù văn quang trụ xuất hiện lần nữa. Lần này, toàn bộ đền bầu trời tựa như cuốn lên trước cuồng bạo sát khí. Gió nổi mây vần. Du Tuyền Nhi thầm kinh hãi, Diệp Thần liền đủ biến thái. Lại không nghĩ rằng Diệp Thần người bên người giống như vậy biến thái. Có thể dẫn động cái này loại dị tượng cũng không phải là người bình thường. Ngay tại Diệp Thần yên lặng ở Diệp Lăng Thiên dị tượng bên trong lúc đó, Du Tuyền Nhi mở miệng nói, đúng rồi Diệp công tử, ta ở chỗ này còn phát hiện một cái cổ quái tồn tại. Mời Diệp công tử rời bước tới. Được. Rất nhanh, Diệp Thần liền và Du Tuyền Nhi đi tới đền nhất góc địa phương. Xó xỉnh bên trong, tám cái cổ quái tượng đá liệt thành hai dãy. Trông rất sống động, thậm chí lưu truyền một chút đạo ý. Mà tượng đá cuối, lại là một miếng cửa đá. Đây là, Diệp Thần nghi ngờ nói. Du Tuyền Nhi lắc đầu một cái, ta cũng không biết, nhưng là căn cứ mấy ngày nay nghiên cứu, ta phát hiện cửa đá này sau lưng có thể chính là lối ra. Nơi này hẳn là cực sát chi quốc một món khác lối ra. Chỉ sợ là mở ra cực sát chi quốc vị kia đại năng lưu lại. Ta mở ra, phát hiện bên ngoài hơi thở chính là thứ bảy thần quốc. Có nơi đây, sợ rằng Diệp công tử ra vào cực sát chi quốc sẽ càng thuận lợi. Diệp Thần gật đầu một cái, bên ngoài tòa kia thần điện dẫu sao là thiên ma lưu lại. Hắn luôn cảm giác có cặp mắt nhìn chằm chằm mình. Nếu như vòng qua vậy một nơi tiến vào cực sát chi quốc, tự nhiên tốt nhất. Tuyền Nhi, nếu ngươi chưa từng đi ra ngoài, vậy hôm nay liền để cho ta xem nơi này rốt cuộc đi thông cực sát chi quốc nơi nào. Vừa vặn, ta cũng phải về thần cực tông. 15 ngày sau đó, ta sẽ đến tiếp Diệp Lăng Thiên. Du Tuyền Nhi khẽ khom người, vậy 15 ngày sau đó, Tuyền Nhi ở nơi này chờ Diệp công tử. Một giây kế tiếp, Diệp Thần mở ra cửa đá, một bước bước vào. Thứ bảy thần quốc, một phiến vừa nhìn vô tận màu vàng kim sa mạc bên trong, một đầu con thằn lằn trạng yêu thú, đang mai phục ở một tòa gò cát nhỏ sau đó, một hơi một tí, một đôi thụ mục,
ngưng mắt nhìn cách đó không xa một đầu bò cạp trạng yêu trùng. Đó là nó con mồi, lại còn mấy bước, cái này con mồi, liền muốn đi vào nó phải giết trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, sa mạc bầu trời, đột nhiên bạo phát ra đạo đạo đen nhánh lôi quang, vậy lôi quang bên trong, hàm chứa nào đó loại vô cùng là kinh khủng hơi thở. Cái này con thằn lằn yêu thú, hiển nhiên linh trí không thấp, thụ mục bên trong, hiện lên một hồi vẻ hoảng sợ, lại là không chút do dự buông tha sắp con mồi tới tay, một đầu chui vào trong cát vàng, biến mất không gặp. Màu đen lôi quang bên trong, một đạo vết nứt không gian, từ từ mở ra, kẽ hở bên trong bóng người trước mắt, Diệp Thần, liền rơi vào cái này trên sa mạc. Diệp Thần ánh mắt lướt qua vậy vô biên vô tận hoàng sa, chân mày không khỏi nhíu một cái. Nơi này là nơi nào? Hắn có thể khẳng định, nơi này, ở thứ bảy thần quốc biên giới, nhưng, hẳn là một nơi vô cùng vắng vẻ chỗ. Xem ra Du Tuyền Nhi đoán không sai. Nơi này đi thông thứ bảy thần quốc một chỗ khác. Hơn nữa khoảng cách thần cực tông, khá là rất xa, cho dù lấy hắn tốc độ, không biến dạng hư không, ngày đêm không ngừng đi đường có thể cũng phải mấy ngày, mới có thể đến thần cực tông. Như vậy nơi hẻo lánh. Vị kia cực sát chi quốc sau lưng đại năng vì sao phải hơn này một lần hành động? Chân thực không rõ ràng. Là vì để cho cực sát chi quốc con dân chạy thoát thân. Diệp Thần lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa, hóa là một đạo kim quang hướng thần cực tông phương hướng đi. Cùng lúc đó, thứ bảy thần quốc, một tòa bị nồng nặc âm khí bao phủ thung lũng bên trong, một tòa giống như do xương trắng xây thành sơn môn sau đó, tạo trước một tôn tay cầm trường đao quỷ quái pho tượng. Nơi này, là một cùng tông môn quỷ đao môn chỗ. Lúc này, quỷ đao môn một nơi trong mật thất, một người sắc mặt âm trầm nam tử, lấy ra một quả minh in quỷ đầu đồ án lệnh bài, hướng về phía mật thất một xó xỉnh, bắn ra một đạo quang hoa. Ánh sáng rực rỡ không xuống mặt đất, nhìn như luyện thành một khối đá xanh mặt đất, im lặng rung rung, chỉ chốc lát sau, ở đó xó xỉnh bên trong, mở ra một đạo thông hướng lòng đất cửa ngầm. Cái này âm trầm nam tử, chính là quỷ đao môn tông chủ âm tôn. Âm tôn nhìn về phía vậy cửa ngầm sau đó, ở hai bên xanh thẫm ánh lửa bao phủ hạ, lộ vẻ được vô cùng quỷ dị, đi thông dưới đất nấc thang, âm trầm gương mặt bên trên, lóe lên một chút gần như điên cuồng sùng kính cùng vẻ mừng rỡ như điên. Thân hình hắn chớp mắt, liền bước lên nấc thang, hướng dưới đất bước nhanh tới, vậy đạo cửa ngầm, chậm rãi đóng cửa. Rất nhanh. Âm tôn liền đi tới bậc thang cuối, nơi này, lại là một nơi ẩn giấu cung điện khổng lồ. Đến nơi này sau đó, âm tôn thần sắc, hơn nữa thành kính một phần, đồng thời, hắn cả thân hơi thở, bắt đầu điên cuồng bạo tăng, không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng, âm tôn gương mặt bên trên, lại là hiện lên một nụ cười, không cần ẩn núp cảm giác, thật tốt. Lúc này, âm tôn hơi thở. Lại cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Thậm chí so vạn thần đỉnh Bạch Ngọc Hoàng, mạnh hơn lên mấy phần. Hắn, lại cũng là một người như vậy tồn tại. Hơn nữa, vẫn luôn đang ẩn núp tu vi. Cái này, thật là làm người không thể nào tin nổi à. Âm tôn trong mắt bên trong, mặc dù lóe lên quỷ dị bụi đất mang, nhưng là, hiển nhiên hắn cùng Bạch Ngọc Hoàng không cùng, cũng không có thức tỉnh thượng cổ thần thể à. Cho dù là có thượng cổ thần thể thiên tài, hiện tại đều không phải là người người có thể lên cấp đến hỗn độn cảnh bảy tầng thiên. Nhất tầng thiên chênh lệch có thể là vạn năm à. Dù là có nguyệt hoàn dị tượng. Hỗn độn cảnh, càng về sau thì càng khó tu luyện à. Âm tôn lại làm được. Không thể tưởng tượng nổi, quá không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa không thể tưởng tượng nổi phải, hắn tại sao phải ẩn núp tu vi đâu. Có thực lực bực này. Đủ để cho quỷ đao môn địa vị, thật to tăng lên chứ. Âm tôn hơi thở rút ra thăng sau đó, liền hướng đại điện chỗ sâu đi tới, đại điện hai bên, là từng cái chậu lửa, màu u lam ngọn lửa, ở chậu lửa bên trong chập chờn. Rất nhanh, âm tôn liền đi tới đại điện chủ tọa trước, nhưng, hắn lại không có ngồi lên. Ngược lại, ở nơi này không người cung điện bên trong, hướng chủ tọa, quỳ lại, vô cùng cung kính mở miệng nói, lão tổ. Ta trở về. Cung điện bên trong, trống rỗng, nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn khàn, vô cùng là thanh âm khó nghe, ở nơi này trống trải cung điện bên trong vang vọng. À, nhanh như vậy, trở về.
bổn tôn giao phó chuyện ngươi, cũng đã điều tra xong sao? Thanh âm kia, lại là tới từ chủ tọa sau một bức họa xem. Trong tranh, là một người tay cầm quỷ đầu đao, sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên, lúc này, tên kia người đàn ông trung niên hai tròng mắt, lại là lóe lên hai đạo u lam hỏa diễm, tựa như, sống lại vậy. Âm tôn nói, đã điều tra xong, hôm nay trong thần quốc mạnh nhất thanh niên, hẳn là một cái tên là Diệp Thần tiểu tử, đến từ thần cực tông, theo ta phỏng đoán, hắn tuy là chạm ách ba tầng thiên, nhưng hắn thực lực chân thật, chí ít đã đạt đến hỗn độn cảnh sáu tầng thiên. Chân thực không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí liền ta, cũng suýt nữa nhiều lần hao tổn ở thằng nhóc kia trên tay. Bức họa kia trong mắt ngọn lửa nhấp nháy liền một chút, một lát sau mở miệng nói, ngươi, làm rất khá, có dựa theo bổn tôn phân phó, ẩn núp tu vi, không có đưa tới người bất kỳ chú ý chứ. Âm tôn từ đầu đến cuối đem chán, dán trên mặt đất, nghe vậy mở miệng nói, Dứt lời, hắn khẽ ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn về phía chủ kia tòa sau bức họa, trong mắt, là nồng nặc mong đợi cùng khẩn trương. Bức họa kia khẽ cười một tiếng nói, làm sao, lại muốn để cho bổn tôn, vì ngươi âm khí rót thể. Âm tôn nghe vậy, hưng phấn được hai tròng mắt cũng run rẩy, hắn liếm môi một cái, không kịp chờ đợi nói, xin lão tổ lại là ta ra tay một lần. Hắn mặc dù có thể tăng lên tới cảnh giới như vậy, đều là bởi vì cái này quỷ đao môn lão tổ, là hắn thi triển âm khí rót thể à. Không tệ, theo tranh này xem theo như lời, hắn chính là vậy quỷ đao môn lão tổ lưu lại một món tàn hồn, tựa hồ, bởi vì Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn quan hệ, mà thức tỉnh. Cái này quỷ đao môn lão tổ tàn hồn tỉnh lại sau đó, liền đem âm tôn, kêu gọi đến đây, để cho âm tôn là hắn làm một ít chuyện tình, tỉ như thu thập một ít quý trọng vật liệu, bẩm báo thần quốc trạng huống trước mắt vân. Vân, đối với âm tôn như vậy một nhóm thế lực môn chủ mà nói, cũng chẳng qua là một ít không đáng kể chuyện nhỏ thôi. Mà để báo đáp lại, chính là do cái này thia tàn hồn, là âm tôn thi triển âm khí rót thể. Âm tôn, trước sau tổng cộng đón nhận 3 lần âm khí rót thể, mỗi lần, hắn thực lực cùng với tu võ cảnh giới, cũng có thể không có bất kỳ giá nào đột nhiên tăng mạnh à. Thật là, giống như là kỳ tích vậy. Loại cảm giác đó, có thể nói là tuyệt vời cực kỳ, làm người ta ghiền. Ước chừng nhận chịu 3 lần âm khí rót thể, âm tôn thực lực, liền trực tiếp vượt qua Bạch Ngọc Hoàng mấy phần. Vì vậy, âm tôn đối với tranh này xem bên trong lão tổ, có thể nói là hoàn toàn tín nhiệm. Để cho người trực tiếp tăng lên. Trừ thần giống vậy tồn tại, trừ quỷ đao môn truyền thuyết kia bên trong lão tổ, còn có ai có thể làm được. Dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, lần này, âm tôn hẳn cũng có thể được âm khí rót thể cơ hội mới là. Ha ha, bức họa kia cười cười nói, ngươi, là ta quỷ đao môn tông chủ đương thời, bổn tôn, tự nhiên sẽ không bạc đãi liền ngươi, bất quá, ngươi hiện tại còn cần lại thay ta, làm một chuyện, chỉ cần cầm chuyện này làm xong, bổn tôn đáp ứng ngươi, vì ngươi thi triển so với chi mấy lần trước, cường đại hơn âm khí rót thể. Âm tôn nghe vậy, hai tròng mắt, cũng tỏa sáng à. Hắn không chút do dự đáp, Thần quốc nơi nào đó vô cùng vắng vẻ trên sa mạc không, một đạo kim quang đang cực nhanh phi đột, mà độn quang bên trong nam tử, tự nhiên, chính là Diệp Thần. Lúc này, Diệp Thần đang hướng thần cực tông chỗ ở phương tiến về phía trước, đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, ở giữa không trung bên trong, dừng lại độn quang, hướng dưới người sa mạc nhìn, ánh mắt hơi lóe lên. Ánh mặt trời trích mãnh liệt, một hồi khô ráo mà nóng bức gió nhẹ thổi qua, cuốn lên một hồi cát bụi. Diệp Thần dưới người sa mạc, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nhưng vào lúc này, đúng phiến sa mạc, đột nhiên rung động. Một cổ vô cùng kinh khủng hơi thở, khí tức cổ xưa, từ hoàng sa dưới, bay lên. Vô số cuộc sống ở cái này phiến sa mạc bên trong yêu thú, yêu trùng, đều điên cuồng run rẩy, chúng muốn chạy trốn, có thể ở hơi thở kia chấn nhiếp dưới, đừng nói là chạy. Ngay cả động, cũng căn bản không nhúc nhích nổi à. Hơi thở kia, không chỉ có, là cường đại đã, còn mang phương diện huyết mạch uy áp. Trên sa mạc, nóng bỏng không khí, cũng bởi vì hơi thở này xuất hiện, ngay tức thì âm lạnh xuống. Đi đôi với hơi thở này xuất hiện, Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, một đạo thần niệm, đem phong tỏa. Đồng thời,
một loại gần giống như dã thú gào thét thanh âm, nhưng lấy loài người ngôn ngữ, ở sa mạc bên trong vang vọng. Không nghĩ tới, bổn vương mới vừa tỉnh lại, liền có một món ngon, đưa tới cửa à. Ha ha, đói mấy vạn năm, coi như là đầu con kiến hôi, bổn vương vậy sẽ không bỏ qua, loài người hèn mọn, ngươi, tới đúng lúc. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, bất quá, ánh mắt nhưng vẫn duy trì lãnh đạm. Ầm một tiếng vang thật lớn, cát bụi đầy trời, một đạo vô cùng to lớn bóng mờ, từ vậy cuồn cuộn hoàng sa dưới đất bỗng nhiên vọt lên, hướng giữa không trung bên trong Diệp Thần, bay tấn công đi, tốc độ lại là vô cùng nhanh chóng, giống như một đạo màu đen tia chớp. Bóng mờ kia đánh vào, mang theo phong áp, lại là cơ hồ đem đúng cái sa mạc cát đá khuấy động, tạo thành một đạo cát đá vòi rồng, điên cuồng tàn phá. Liền hư không, cũng theo bể tan tành. Đầy trời hoàng sa, vòi rồng càn quét, trong hư không, lôi quang tràn ra. Ước chừng cái này một cái đánh vào, liền đem đúng phiến sa mạc, mang nhập ngày tận thế bên trong. Có thể gặp, đây là một loại kinh khủng dường nào lực lượng. Không trung Diệp Thần thấy vậy, nhưng là hừ lạnh một tiếng nói, không biết tự lượng sức mình. Theo hắn, chơi lực lượng. Cái này thứ bảy thần quốc, bất kỳ tồn tại, cũng không xứng theo hắn Diệp Thần chơi lực lượng. Diệp Thần cổ tay lộn, chuôi này vô cùng kinh hãi sức nặng sát kiếm, xuất hiện ở trong tay. Hắn ngược lại là phải cảm ơn Lâm Tuyệt Long, sát ý lĩnh vực lĩnh ngộ, để cho hắn đối với sát kiếm càng có cảm. Vậy dễ dàng hơn nắm trong tay. Cuồn cuộn sát khí, tản mát ra, ngay tức thì tràn ngập đúng cái sa mạc, nguyên bản vậy cáu kỉnh bay múa hoàng sa, tựa hồ cũng bởi vì sát khí này xuất hiện, mà bị chấn áp xuống. Vậy đánh úp về phía Diệp Thần to lớn bóng mờ, đối với ánh vàng rực rỡ mắt dọc bên trong, vậy thoáng qua một đạo rung động, nó thân hình chuyển động, tựa hồ, nghĩ đến thay đổi trước sông lên thế. Nhưng mà, hiện tại vừa muốn chuyển hướng, không khỏi đã quá muộn chứ. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, cả người cự lực mãnh liệt, bảy tầng huyết quang, hiện lên ở bề mặt, phá thiên lực kim mang, biến ảo làm sấm sét màu vàng, ở huyết quang bên trong chớp động. Hắn giơ lên trong tay đen nhánh trường kiếm, trên trường kiếm màu máu phù văn, cũng không có lóe lên. Diệp Thần, không có sử dụng ma đế và lục đạo kiếm thần võ, không có sử dụng chân võ ý, chỉ bằng cái này cả người làm quỷ thần là sợ hãi nghịch thiên cự lực, hung hăng một kiếm, hướng bóng đen to lớn kia chém tới. Không khí nén, một đạo càng hơn bóng đen kia nhảy một cái nơi kéo theo phong áp gió lốc lớn, ở giữa thiên địa như hồng thủy vậy kích động. Ngay tức thì đem vậy hoàng sa vòi rồng xé thành phấn vụn, đúng phiến sa mạc, cũng bởi vì Diệp Thần một kiếm này bên trong, ẩn chứa lực lượng, mà hướng xuống sụp đổ. Diệp Thần, mặc dù không có sử dụng võ, nhưng, tuyệt đối cường đại lực lượng, chẳng lẽ, không phải là một loại võ sao? Một lực vượt 10.000 pháp. Lực lượng lớn tới trình độ nhất định, liền đủ để gọi chi là thắng qua hết thảy trí cường võ. Hoảng sợ lực lượng ra chỉ sát kiếm bên trên, giống như diệt thế chi cái chủy vậy, ầm ầm chém xuống. Bành ầm ầm ầm, to lớn nổ đùng tiếng, đem đúng cái sa mạc rung động, đem sa mạc bên trong vô số sinh linh rung động, cũng đem vậy xông về Diệp Thần bóng mở hoàn toàn rung động. Vậy bóng mở bị Diệp Thần một kiếm, hung hăng chém trở về mặt đất. Giống như đạn đại bác vậy, lấy so sánh với lúc nhanh hơn gấp đôi tốc độ, đập vào sa mạc bên trong. Đúng cái sa mạc hoàng sa, cũng bởi vì cái này đập một cái, mà giống như chất lỏng vậy, ở lực phản chấn dưới tác dụng, hướng bầu trời vọt lên. Ước chừng mấy cái hô hấp thời gian, mới lần nữa trùng trùng rơi xuống. Diệp Thần lúc này, nhưng là hơi nhíu mày, trong mắt, mang theo một chút vẻ khác thường. Hoàn toàn luyện hóa cực sát chi khí sau đó, hơn nữa sát ý lãnh vực, hắn thuần lực lượng, lần nữa tăng lên không thiếu, một kích này. Hắn mặc dù không có hoàn toàn buông ra toàn lực, nhưng, cũng là hắn 80% lực lượng một kích. Mà một kích này, lại, không có đem đối phương trong nháy mắt giết. Lúc này, dưới chân sa mạc bên trong, xuất hiện một cái chu vi 1000 mét hố to. Vậy, là bị Diệp Thần chém xuống vậy đạo bóng đen to lớn, nơi đập ra. Mà nằm ở đó hố to bên trong, bất ngờ là một đầu toàn thân vàng óng, giống như hoàng kim vậy, đầu sinh hai sừng. Giọng dẹt dài, từ đầu tới đuôi, dài cỡ 100 mét đồ vật khổng lồ. Nhìn như, giống như một cái mọc một đôi sừng nhọn màu vàng kim cá sấu vậy.
Cái này cá sấu phần lưng vảy bể tan tành, cuồn cuộn máu dòng nước chảy, huyết dịch kia, bất ngờ cũng là vàng óng vẻ, hơn nữa, cực kỳ nóng bỏng, giống như hoàng kim nham thạch nóng chảy vậy. Hơn nữa, cái này hoàng kim cá sấu quanh thân, tản ra từng cơn khí tức cổ xưa. Cái này, bất ngờ là một đầu từ thời đại thượng cổ, bị phong ấn đến nay yêu thú. Hơn nữa, hắn mặc dù lớn lên giống cá sấu như nhau, Diệp Thần nhưng từ trong cơ thể, cảm nhận được nồng nặc oai rồng. Cơ hồ, đều không ở Bạch Ngọc Hoàng dưới. Đáng sợ hơn phải, cái này hoàng kim cá sấu, lại là một người hỗn độn cảnh 6 tầng thiên siêu cấp đại yêu. Cùng cấp bậc, loài người có thể là xa xa không có thể thắng được yêu tộc à. Diệp Thần hơi kinh ngạc, hiện tại, đã có tầng thứ này thượng cổ tồn tại, thức tỉnh sao? Nhưng lúc này, cái này siêu cấp đại yêu, kia chút nào muốn ăn thịt người dáng vẻ. Nó một đôi mắt dọc, mang vô cùng rung động, thậm chí là sợ hãi, nhìn Diệp Thần, sau đó, lại khó có thể tin nhìn một cái mình phần lưng vậy lớn vô cùng vết thương ghê rợn, dùng vậy như dã thú thanh âm gào thét nói, không thể nào. Cái này không thể nào. Bổn tôn, làm sao có thể bị một cái chảm ách cảnh giác dưới nhân tộc, bị đả thương. Loài người. Làm sao có thể có như vậy lực lượng? Lực lượng kia, thậm chí để cho đầu này thời đại thượng cổ đại yêu linh hồn, cũng không tự chủ được run rẩy liền à. Hắn, nhưng mà lấy lực lượng tự hào viêm kim ngạc long à. Cho dù ở thời đại thượng cổ, nhân loại cùng cấp, đều không mấy cái, có thể cùng hắn lực lượng tương đương à. Hiện tại, lại bị một cái chảm ách cảnh thằng nhóc tộc người, tiện tay một kiếm, cho chém bị thương. Chẳng lẽ? Ngủ mấy chục ngàn năm, thế giới thay đổi. Bây giờ nhân tộc, cũng như thế biến thái sao? Diệp Thần nhàn nhạt nhìn về phía vậy viêm kim ngạc long, mở miệng nói, người muốn ăn ta. Không sợ đem mình răng, tét. Viêm kim ngạc long mắt dọc bên trong hàn mang bạo tránh, yêu thú chú trọng nhất huyết mạch, mà nó, cho dù ở thời đại thượng cổ, đều là yêu thú nhất tộc bên trong cao quý tồn tại à. Lúc nào, bị một cái nhân tộc tiểu tử khiêu khích qua. Cái này làm cho hắn, như thế nào có thể chịu được? Viêm kim ngạc long hướng Diệp Thần giận dữ hét, người đáng chết tộc tiểu tử, lại dám đả thương liền bổn tôn thân thể. Bổn tôn hiện ở thay đổi chủ ý, vốn là, muốn ăn sống, xem ra, trước hay là nướng chín đi. Dứt lời, cái này viêm kim ngạc long miệng to một tấm, kim mang chói mắt, ở viêm kim ngạc long miệng lớn bên trong ngưng tụ, hóa thành cuồn cuộn ngọn lửa màu vàng, hướng Diệp Thần nổ bắn ra tới. Ở ngọn lửa này xuất hiện ngay tức thì, sa mạc bên trong nguyên vốn cũng không thấp nhiệt độ, điên cuồng lên cao vô số lần. Không khí bởi vì cái này nhiệt độ kinh khủng trình độ cao nhất vặn vẹo, liền hư không, đều tựa như ở nhiệt độ cao bên trong hòa tan. Ngọn lửa kia hóa thành một cái gầm thét màu vàng rồng lửa, ngay tức thì đem Diệp Thần thân thể chiếm đoạt. Sa mạc bên trong viêm kim ngạc long thấy vậy, thụ mục bên trong toát ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Hướng về phía bị ngọn lửa bọc, hóa thành một cái quả cầu lửa Diệp Thần hét, ha ha, thằng nhóc, ngươi lại cho bổn tôn phách lối à? Không phải nói, muốn dập đầu đoạn lão tử răng sao? Nói khoác mà không biết ngượng. Bằng ngươi như vậy nhỏ bé tồn tại, há có thể biết bổn tôn kim viêm có kinh khủng dường nào? Ngươi có biết, ở thời đại thượng cổ, bổn tôn kim viêm, thiêu liền nhiều ít hỗn độn cảnh cường giả? Ngươi có biết, bổn tôn là làm nhiều ít lên cổ võ giả? Run rẩy tồn tại. Ngươi có biết, bổn tôn giận dữ, dù sao cũng bên trong, đều phải hóa là đất khô cằn. Ngươi có biết, bổn tôn cá sấu long kim viêm, nhưng mà xếp hạng 33 thần hỏa bảng một trong trung cực ngọn lửa. Ngươi cái gì cũng không biết, mà hiện tại, ngươi muốn vì ngươi rốt nát, trả giá thật lớn. Viêm kim ngạc long trên gương mặt lộ ra một chút gần giống như loài người cười nhạt, vẻ trào phúng. Hắn mặc dù khiếp sợ tại Diệp Thần nghịch thiên kia cự lực, nhưng là... Hắn, giống vậy có mình kiêu ngạo, có mình tự tin. Hắn ngọn lửa, nhưng mà 33 thần hỏa một trong à. Mặc dù, chỉ xếp hạng thứ 33 vị, nhưng, cũng đủ để cho hắn kiêu ngạo, tự hào, trấn áp một đời. Thần hỏa, bất luận ở lúc nào đời, cơ hồ chính là kinh khủng đại danh từ. Thằng nhóc này, coi như lại nghịch thiên. Đừng nói là bị hắn thần hỏa trực tiếp chiếm đoạt, cho dù chỉ là dính liền từng tia, vậy tuyệt không có bất kỳ sống sót có thể. Nhưng vào lúc này, một đạo lãnh đạm thanh âm nam tử,
nhưng đột ngột ở nơi này sa mạc bên trong vọng về. Rốt nát, thần hỏa. Thanh âm kia bên trong, mang nụ cười như có như không, rất nhanh, ngươi sẽ biết, rốt nát là ngươi, vẫn là ta. Một khắc sau, vậy bọc Diệp Thần ngọn lửa màu vàng, lại là bắt đầu thật nhanh tiêu tán. Viêm Kim Ngạc Long, nguyên bản gương mặt trên giễu cợt, cười nhạt, ngay tức thì đọng lại. Vậy đôi gặp qua vô số thượng cổ truyền thuyết, vô số tươi đẹp võ giả thụ mục, lúc này, lại là điên cuồng rung động. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có loài người, chịu được hắn cá sấu Long Kim Viêm? Viêm Kim Ngạc Long đầu óc, đều phải nổ tung à? Hắn là đang nằm mơ sao? Là bởi vì là mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn không tỉnh táo sao? Lúc này, hắn thậm chí đều bắt đầu hoài nghi, mình thấy được hết thảy, kết quả có phải là thật hay không thật? Tên này ở trên cao cổ lúc đó, trấn áp một phe siêu cấp đại yêu, lại là hoàn toàn hỗn loạn. Mà nhưng vào lúc này, Viêm Kim Ngạc Long con ngươi, bỗng nhiên co rúm một cái. Hoàn toàn lâm vào đờ đẫn, mặt mày không tưởng tượng nổi vẻ. Tại sao? Bởi vì, hắn vậy cá sấu Long Kim Viêm, căn bản cũng không phải là tiêu tán à. Mà là, bị Diệp Thần hấp thu. Một chút không dư thừa hấp thu vào trong cơ thể à. Diệp Thần, không chỉ là chịu đựng được hắn dẫn lấy làm hãnh diện ngọn lửa, thậm chí, còn trực tiếp đem cắn nuốt. Viêm Kim Ngạc Long, rốt cuộc hoàn toàn lâm vào sợ hãi. Hắn cả đời, gặp qua vô số lần nguy cơ sinh tử, cho dù lấy huyết mạch hắn, ở thời đại thượng cổ, vẫn vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao, thời đại kia, tàn khốc đến không cách nào tưởng tượng. Có thể, cho dù ở thượng cổ, cho dù ở vậy vô số lần sinh tử tồn vong để gặp, Viêm Kim Ngạc Long, cũng không có thể nghiệm qua mạnh như vậy mãnh liệt, gần như điên cuồng sợ hãi à. Có vượt quá tưởng tượng cự lực, vừa có thể bình yên vô sự chiếm đoạt mình ngọn lửa. Coi như là truyền thuyết chi trung thần ma, đều không cách nào làm được như vậy sự việc chứ. Thằng nhóc này, kết quả là như thế nào tồn tại à? Diệp Thần, ở Viêm Kim Ngạc Long trong mắt, hoàn toàn trở thành một điều bí ẩn giống vậy trung cực yêu nghiệt. Mà không biết, chính là nguyên thủy nhất khủng bố. Diệp Thần đem vậy thần hỏa hấp thu hầu như không còn, mắt nhìn xuống trên đất đã rơi vào sợ hãi vực sâu thượng cổ đại yêu, liếm môi một cái, cười nói. Ngọn lửa mùi vị không tệ, vừa vặn ta viêm bia và huyền diễm cần, chỉ là, ngươi mới vừa rồi, không có dùng căn nguyên lửa chứ. Ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là sớm một chút dùng đến, nếu như ngươi không muốn động dùng, giết ngươi sau đó, ta cũng có thể lại cắn nuốt. Lấy hắn hiện tại huyền diễm đẳng cấp, tự nhiên không sợ thứ hạng này sau cùng thần hỏa, hơn nữa, mới vừa rồi, hắn cắn nuốt kim viêm sau đó, huyền diễm lại có từng tia tăng lên, cái này kim viêm. Mặc dù không đả thương được hắn, nhưng vậy không hổ là thượng cổ thần hỏa một trong. Nếu như đem đầu này cá sấu long căn nguyên lửa hấp thu luyện hóa, huyền diễm sợ rằng lại có thể có tăng lên không nhỏ chứ. Đến lúc đó nói không chừng có thời cơ hoàn toàn mở viêm bia huyết mạch. Trong tay hắn sát kiếm, huyết quang bạo tránh, hoang cổ, khí tức giết hại tràn ngập, chân võ ý, như mênh mông vậy dạo dực, điểm điểm tinh quang, hiện lên ở nóng ran không khí bên trong. Trò chơi, muốn kết thúc, hắn không có ở đây ở chỗ này hao tổn nữa. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, sát ý gió lốc lớn quanh quẩn ngất trời, hiện tại bắt đầu, liền là chân tránh tàn sát. Cái này, thanh kiếm này, còn có đó là... chân võ ý, Viêm Kim Ngạc Long hồn phách, đều phải bị kích thích trực tiếp tiêu tán à. Chuôi này sát kiếm, tản ra cực hạn hơi thở, hơn nữa, mơ hồ bên trong. Tựa hồ còn hàm chứa nào đó loại vượt qua tất cả vũ khí ý vị. Mấu chốt nhất là, hơi thở này và hắn từng nghe qua một kiện truyền thuyết bên trong thượng cổ truyền thuyết Phật, tựa hồ vô cùng là giống nhau à. Vậy vô cùng kinh khủng vũ khí, làm sao ở thời đại này, rơi vào một người trong tay. Còn có vậy thật võ ý, cho dù ở thượng cổ, đều không phải là tùy tùy tiện tiện gặp lấy được à. Huống chi, hắn rõ ràng có thể cảm thụ ra được. Diệp Thần chân võ ý, vô cùng là ngưng luyện, cảnh giới, lại vẫn không thấp. Viêm Kim Ngạc Long cả đời này, gặp qua vô số các tộc thiên tài, thật là võ ý, có thể đạt tới Diệp Thần tầng thứ này, tuyệt đối không vượt qua ba cái. Tên này ngang dọc vạn cổ, hoành đè thiên địa đại yêu,
lúc này đối mặt thân hình so hắn nhỏ vô số lần Diệp Thần, lại là liền từng tia chiến ý, cũng không nhấc nổi à. Có lúc, biết được càng nhiều, kiến thức được càng nhiều, ngược lại, càng dễ dàng tuyệt vọng. Chỉ ta Lăng Tiêu, đồ thần phá thiên. Diệp Thần giơ lên trong tay sát kiếm, huyết quang kinh trời, kiếm mang loạn thế, vậy cực kỳ một kiếm, thì phải ầm ầm chém xuống. Nhưng vào lúc này, vậy Viêm Kim Ngạc Long, lại là chợt thân thể co rúm một cái, lấy quỷ bái tư thái, hướng về phía Diệp Thần vô cùng là cung kính mở miệng nói chủ nhân, ta nguyện ý, phụng ngài là chủ nhân, mời ngài tha ta một mạng. Hắn cả người, đều ở đây bởi vì chết bóng mờ mà run rẩy, hắn biết hiện tại, hắn duy nhất sống sót cơ hội, chính là cúi đầu, chính là nhượng bộ. Cái gì thượng cổ đại yêu kiêu ngạo, cái gì cao cấp huyết mạch tôn nghiêm, và sinh mạng so với, căn bản không chỉ giá một đề ra à. Diệp Thần thờ ơ, phụng hắn làm chủ. Cái này cá sấu long thực lực, quả thật không tệ, nhưng, hắn luôn luôn là cái ân oán rõ ràng người. Người mới vừa rồi, không phải muốn ăn ta. Hiện tại, phát hiện mình nhỏ yếu, phục cái mềm, hữu dụng. Hôm nay thần quốc, mặc dù không như thời đại thượng cổ như vậy tàn khốc, nhưng, tu võ thế giới, cho tới bây giờ không phải một cái như này ôn hòa địa phương. Ngươi, mạo phạm không nên mạo phạm người, quản ngươi là cái gì thượng cổ đại yêu, quản ngươi đã từng có cái gì lịch sử huy hoàng, cũng, chỉ có dùng tánh mạng, tới trả lại lỗi. Viêm Kim Ngạc Long cả người mồ hôi cuồng lưu, hắn có thể cảm giác được, Diệp Thần sát ý, không có chút nào yếu bớt. Chẳng lẽ, hắn thật liền phải chết ở chỗ này? Mới từ dù sao cũng nằm ngủ say bên trong, mới vừa tỉnh lại, liền mẹ hắn phải chết. Hắn hiện tại, hối hận được cũng muốn nổi điên, không có sao, ăn cái gì người à? Hiện tại, đừng nói là răng tét, liền mạng hắn, đều phải vỡ không có à? Làm thế nào? Rốt cuộc phải làm sao, mới có thể sống sót? Viêm Kim Ngạc Long chặt chẽ cắn răng, trong mắt ánh sáng điên cuồng lóe lên, vậy ở nơi này ngay lập tức bây giờ, Diệp Thần kiếm ý, càng ngày càng băng hàn, cách kiếm quang kia chém xuống, chỉ có trong nháy mắt khoảng cách. Ngay tại lúc này, Viêm Kim Ngạc Long cặp mắt mở to, trong mắt, lóe lên một đạo uyển thực chất yếu sạch bóng. Hắn hướng Diệp Thần, dùng hết khí lực hô to nói, chủ nhân. Tha ta một mạng, ta có thể mang ngài đi yêu tộc thượng cổ thánh quật à. Ừ. Ngay tại kiếm quang hoàn toàn rơi xuống một khắc trước, Diệp Thần, dừng lại động tác. Đầy trời kiếm ý, vậy chậm rãi thu liễm. Hắn khẽ cau mày, yêu tộc thượng cổ thánh quật, đó là cái gì? Vậy Viêm Kim Ngạc Long, nặng nề thở ra một ngụm chọc khí, đúng con rồng, đều phải mệt lả, sụi lơ. Cái này, chỉ sợ là mình. Cách tử vong gần gũi nhất một lần chứ. Hắn biết, chỉ có chân chính ích lợi to lớn, vạn thế khó cầu cơ duyên, mới có thể đánh động xem Diệp Thần như vậy cường giả, đây là vạn cổ không đổi chân lý. Bất quá, Viêm Kim Ngạc Long ngưng mắt nhìn Diệp Thần, trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khẩn trương. Diệp Thần giơ lên sát kiếm, vẫn không có thu hồi, thậm chí, còn duy trì sắp xuất kiếm tư thế, vậy đầy trời kiếm ý, mặc dù đã thu liếm, nhưng cũng không có biến mất. Chỉ cần Diệp Thần muốn, một kiếm này, tùy thời có thể chém ra. Diệp Thần giơ sát kiếm, đối với Lão Thương hỏi, Lão Thương, cái này yêu tộc thượng cổ thánh quật, người biết là cái gì không? Lão Thương nhưng là lắc đầu một cái, không từng nghe nói. Diệp Thần vừa nhìn về phía luân hồi mộ địa cuồng võ bá chủ, đối phương vẫn không biết. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị hỏi cái này đầu cá sấu long lúc đó. Luân hồi mộ địa Lăng Thiên mũi tên thần tòa mộ kia bia vang lên một đạo ngưng trọng thanh âm. Thằng nhóc, ta đây là nghe nói qua, ở thời đại kia, yêu tộc, một mực có cái truyền thống, chính là để cho những cái kia cực kỳ mạnh mẽ, hoặc là có nghịch thiên huyết mạch yêu tộc, ở một cái đặc thù chi địa tỏa hóa, hoặc là đem bọn họ thi thể, hóa nhập trong đó. Mà vô số năm tháng góp nhặt tới, cái này đặc thù chi địa, liền sẽ trở thành là yêu tộc thánh quật. Thượng cổ yêu tộc các người nắm quyền, sẽ để cho những cái kia có trình độ cao nhất huyết mạch hoặc là thiên phú nghịch thiên yêu tộc, cả đời tiến vào cái này thánh quật một lần. Ở trong thánh quật, những thứ này yêu tộc, rất có thể sẽ phải chịu vậy vô số tuyệt thế chi yêu tinh hoa biến thành yêu khí bị nhiễm, làm huyết mạch lên cấp biến dị, hoặc là thức tỉnh thiên phú nào đó thần thông. Cho nên yêu tộc, đặc biệt là những máu kia mạch cao quý, thực lực trí cường yêu tộc,
đối với thi thể, đều là cực kỳ coi trọng, thậm chí, vì thu hồi tộc nhân thi thể, hai cái chủng tộc yêu tộc, sẽ phát sinh không chết không thôi huyết chiến. Diệp Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, nếu là thật như thế, hắn tin tưởng, mình tiến vào cái này trong thánh quật, tuyệt đối, sẽ có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thậm chí, Diệp Thần máu đều có chút sôi trào, trong mắt, là hưng phấn cùng mong đợi. Diệp Thần hỏi, như thế nói, cái này Viêm Kim Ngạc Long nói là thật. Lăng Thiên mũi tên mộ đạo, cái này đã yêu sống vô số năm tháng, hơn nữa, mặc dù yêu tộc giống nhau đều không thích dùng đầu óc, một mặt dùng sức tính giải quyết hết thảy, nhưng hắn nguyện ý đối với người cầu xin tha thứ, còn biết nói ra thánh quật tới bảo vệ tánh mạng, hiển nhiên, ở yêu tộc bên trong, cũng thuộc về tương đối thông minh như vậy, kết quả có phải là thật hay không, ta vậy không dễ phán đoán. Bất quá, lấy cái này Viêm Kim Ngạc Long huyết mạch, ngược lại là có thể, thật sự có tư cách tiến vào thánh quật. Viêm Kim Ngạc Long, chính là thiên viêm thần cá sấu cùng cao cùng long tộc hỗn huyết, mới có từng tia cơ hội sinh ra chủng tộc, bàn về tiềm lực, mặc dù có thể so thuần huyết cao cùng long tộc, kém hơn một chút, nhưng, hắn vừa sanh ra, liền có một chút căn nguyên thần hỏa. Nếu như tu luyện tới trình độ cao nhất, chưa chắc có thể so với cao cùng long tộc kém, hơn nữa, ở chưa có hoàn toàn lớn lên trước, Viêm Kim Ngạc Long thực lực, thậm chí còn muốn cao hơn giống vậy cao cùng long tộc không thiếu. Cho dù ở thượng giới, Viêm Kim Ngạc Long cũng coi là cực kỳ tốt huyết mạch. Diệp Thần nghe vậy, gật đầu một cái, đem sát kiếm thu hồi, từ trên trời hạ xuống. Vậy Viêm Kim Ngạc Long thấy vậy, vô cùng là cung thuận cúi đầu, lộ ra thần phục tư thái. Diệp Thần lạnh lùng nói, ngươi nếu là đúng ta nói láo, sẽ có kết quả gì, biết không? Vậy Viêm Kim Ngạc Long trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói, thuộc hạ tuyệt không dám lừa gạt chủ nhân. Diệp Thần giương tay một cái, một đạo kim sắc phù văn, đánh vào Viêm Kim Ngạc Long ấn đường, chính là nô lệ khắc. Hắn mặc dù không thích dùng cái này loại khắc tới khống chế người khác, nhưng, cũng phải cần phân tình huống, đối mặt Viêm Kim Ngạc Long cái này loại lão gian cự hoạt thượng cổ đại yêu, vẫn là cẩn thận là hơn. Viêm Kim Ngạc Long, không có chút nào ý chống cự, liền đón nhận khắc kia ấn, đồng thời, trong lòng ngầm tối tăm lại là chấn động một cái. Diệp Thần nhìn như, bất quá chỉ có chạm ách cảnh tu vi, có thể cái này xuất từ Diệp Thần nô lệ khắc, hắn trói buộc lực, lại là để cho hỗn độn cảnh, có trình độ cao nhất huyết mạch hắn, liền một chút tránh thoát có thể cũng không thấy được. Đây là huyết mạch áp chế. Chẳng lẽ trên người người này huyết mạch, hơn nữa đáng sợ. Hắn trong lòng, đối với Diệp Thần kính sợ, hơn nữa nồng đậm một phần. Diệp Thần nhàn nhạt nói, ta gọi là Diệp Thần. Sau này ngươi liền kêu ta công tử đi, ngươi tên gọi là gì? Xem Viêm Kim Ngạc Long cái này loại trí khôn cực cao yêu tộc, không thể nào không có tên chữ. Viêm Kim Ngạc Long nói, công tử, thuộc hạ tên là Kim Thiên Ngạc, ngài gọi ta là Tiểu Kim là tốt. Viêm Kim Ngạc Long Kim Thiên Ngạc lại nói, công tử, ngài nhưng là phải vượt qua chỗ tòa này sa mạc. Không bằng, ngồi ở Tiểu Kim trên lưng như thế nào? Diệp Thần nghe vậy cười một tiếng. Thân hình động một cái, liền ngồi vào Kim Thiên Ngạc trên lưng, có chút bất ngờ sờ một cái Kim Thiên Ngạc phần lưng, hắn bay nửa ngày, quả thật vậy hơi mệt chút, hơn nữa, cái này Kim Thiên Ngạc trên lưng, có thể so với trên trái đất cái gì ghế salon bằng da thật, ghế ngồi bằng da thật thư thái mấy chục triệu lần, để cho hắn cả người cũng không có so buông lỏng. Hơn nữa, từ Kim Thiên Ngạc vậy nhào lên có thể thấy được, hắn tốc độ không chậm. Đồng thời, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhìn một cái Kim Thiên Ngạc trên lưng, bị hắn chém ra vậy vết thương, lúc này, đã bắt đầu chậm rãi khép lại, có hơi kinh ngạc. Mặc dù không bằng Diệp Thần như vậy biến thái sinh mệnh lực, nhưng hiển nhiên, cái này thượng cổ đại yêu thân xác, cũng là vô cùng là cường hãn, lần này, ngược lại là thu cái tốt thủ hạ. Diệp Thần chỉ một cái hướng khác nói, đi cái hướng kia, hết tốc lực tiến về phía trước, ta đuổi thời gian. Dạ, chủ nhân. Kim Thiên Ngạc đáp một tiếng, cả người bắp thịt rung động, bốn chân phát lực, giống như một đạo kim sắc như tia chớp, hướng Diệp Thần phương hướng chỉ, bay đi. Ngay chớp mắt, một người một cá sấu liền biến mất ở sa mạc cuối. Một nơi vô cùng âm hối, tối tăm không ánh mặt trời ao đầm bên trong, mấy đạo thân hình, đang vô số màu tím đen ao đầm thực vật kẻ hở bên trong qua lại. Cầm đầu, là một người sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt bên trong.
cuồn cuộn từng cơn bụi đất sương mù màu trắng nam tử, bất ngờ chính là Quỷ Đao môn môn chủ Âm Tôn. Ở Âm Tôn sau lưng, còn đi theo đếm tên thanh niên người, những người này tu vi, không có một cái ở hỗn độn cảnh dưới. Hơn nữa, trong mắt của bọn họ, còn lóe lên từng cơn lục mang, lại đều là Quỷ Đao môn cổ thần thể thiên tài. Bất quá, cho dù là những thiên tài này, đi ở nơi này ao đầm bên trong, cũng là vô cùng phí sức, mặt đầy đều là mồ hôi. Cái này phiến ao đầm, quá cổ quái, hắn trọng lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng bước. Không chỉ có không cách nào phi độn, liền đi, cũng đi được vô cùng khổ cực. Từng tên một kêu Chu Thành đệ tử, không nhịn được đối với Âm Tôn hỏi, môn chủ, người nói phải dẫn chúng ta thăm dò một nơi bí cảnh. Chúng ta đã ở nơi này ao đầm bên trong, đi đã mấy ngày, vậy bí cảnh, tại sao còn không đến à? Những người khác, cũng là ánh mắt hơi lóe lên, lại đi tiếp như vậy, bọn họ coi như là hỗn độn võ giả, cổ thần thể thiên tài, cũng nói không chừng phải mệt chết ở nơi này ao đầm bên trong liền à. Âm Tôn lúc này cũng là khẽ cau mày, bất quá hắn vẫn là khẳng định mở miệng nói, đừng có gấp, hẳn lập tức có thể tìm được. Nếu là vị lão tổ tông kia giao phó sự việc, làm sao có thể sẽ sai lầm đâu. Lúc này, Diệp Thần ngồi ở tiểu kim trên lưng, đã bay ra vậy phiến sa mạc, đi tới một phiến tương tự rừng mưa nhiệt đới giống vậy rừng cây bầu trời. Hắn chân mày nhíu lại, sắc mặt có chút trầm ngưng nói được, giữ ngươi như thế nói, vậy thượng cổ thánh quật ở hôm nay vạn yêu thần đều đế tuyệt núi vùng lân cận. Như thế nói, ta muốn đi vào thượng cổ thánh quật, còn muốn đến cái này đế tuyệt núi đi. Cái này đế tuyệt núi ở thứ bảy thần quốc giống như cũng là yêu tộc khá là đất thần thánh, thông thường mà nói, là tuyệt sẽ không cho phép nhân tộc tiến vào, hơn nữa đừng nói cái này đế tuyệt núi, chỉ là tiến vào vạn yêu thần cũng khá là khó khăn, yêu tộc từ trước đến giờ đối với nhân loại khá là bài xích. Vạn yêu thần cũng, nói là cũng, thật ra thì bản đồ cực lớn, cơ hồ chiếm toàn bộ thứ bảy thần quốc cương vực 10%. Loài người và yêu tộc nước giếng không phạm nước sông, Diệp Thần cũng không từng đi qua. Đừng xem nhẹ cái này 10%, trong thần quốc, tồn tại rất nhiều không thích hợp cư trú đất man hoang, mà nhân tộc, mặc dù là thần quốc chủ yếu thế lực, bất quá nhân tộc nắm trong tay khu vực, cũng không quá chiếm được toàn bộ thứ bảy thần quốc hết sức chi bốn chừng. Nói cách khác, cái này vạn yêu thần cũng, tương đương với 1/4 nhân tộc phạm vi thế lực. Mà vạn yêu thần cũng, hoàn toàn do yêu tộc, tự đi quản lý, trong đó yêu tộc, vô cùng ít cùng nhân tộc tiếp xúc. Dĩ nhiên, bởi vì yêu tộc đối với luyện khí, võ đạo công pháp, thậm chí tất cả loại nhà xây những phương diện này, cũng không việc gì thiên phú, vẫn là sẽ định kỳ cùng chủ quản thần quốc nhân tộc sự vật thần minh, tiến hành một ít tu võ tư nguyên trao đổi. Diệp Thần sờ cằm một cái nói, xem ra muốn cho thần minh giúp một chuyện. Ngay tại lúc này, đột nhiên, một hồi tuyệt mạnh chiến đấu chập chờn từ đàng xa truyền tới, ở đó uy lực còn lại càn quét dưới, Diệp Thần dưới người vậy phiến rừng mưa nhiệt đới, vô số bụi cây, đều bị nhổ tận gốc, cuốn về phía chân trời, trong phút chốc, biến thành phấn vụn tiêu tán. Ừ, Diệp Thần hướng chiến đấu chập chờn truyền tới phương hướng nhìn một cái, nơi đó, có ba đạo tuyệt cường khí tức. Phóng lên cao. Đây là, tiểu kim cảm nhận được hơi thở kia, nhưng là khẽ mỉm cười nói, xem ra, nguyệt hoàn dị tượng, để cho mấy tên kia vậy thức tỉnh. À, Diệp Thần hỏi, tiểu kim, chiến đấu này bên trong mấy người, ngươi biết. Tiểu kim cười hắc hắc nói, mặc dù cái này mấy người là nhân tộc, bất quá, ta dĩ nhiên là biết, bọn họ ở thời đại thượng cổ, cùng ta coi như là cùng đồng lứa tồn tại, ở lúc ấy nhưng mà thanh danh hiển hách. Thượng cổ các tộc cơ hồ đều biết bọn họ. Bọn họ ở lúc đó là được gọi là nhân tộc Tam Vương tươi đẹp thiên tài. Nhân tộc Tam Vương, Diệp Thần nghe vậy, ánh mắt nhỏ tránh. Tiểu Kim gật đầu một cái, trong mắt, hiện lên một chút nghiền ngẫm vẻ nói, cái này mấy người thực lực, ở lúc ấy chưa đủ 100 tuổi. Quả thật mạnh mẽ, ngay cả chúng ta yêu tộc, cũng không khỏi không thừa nhận, chỉ là mà. Cái này ba người tính cách, hiển nhiên đều có chút không bình thường. Thậm chí có thể nói, kém đến nổi không cách nào hình dạng. Bọn họ vốn đều là nhân tộc kiêu ngạo, cũng bị gọi là nhân tộc Tam Vương, có thể ba cái tên này, đều đang là đối với tiếng xưng hô này, cảm thấy bất mãn. Cũng cho rằng chỉ có mình mới là nhân tộc duy nhất vương giả. Cho nên, cái này ba người, chỉ cần một có cơ hội, liền sẽ vung tay,
cơ hồ đều phải đem thứ bảy thần quốc rất nhiều dãy núi hủy đi, lúc ấy thần quốc nhân tộc người bảo vệ, từ không biết làm sao, đành phải đem cái này ba người, cùng chung phong ấn, hi hi, xem ra, ba cái tên này, thật đúng là có duyên phận, liền tỉnh lại đều là cùng nhau tỉnh lại. Diệp Thần không biết làm sao lắc đầu một cái. Hắn không có nhúng tay những người này chuyện dự định. Vừa mới chuẩn bị để cho Tiểu Kim rời đi. Đột nhiên trong đầu truyền đến một giọng nói. Là Thương Cổ Y Thần thanh âm. Diệp Thần, vậy ba người bên trong, có một người và tên kia hơi thở rất giống. Diệp Thần hơi kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được lão Thương lời nói đang run rẩy. Có tức giận, có tự trách. Đây là vô cùng phức tạp tâm trạng. Diệp Thần biết lão Thương trong miệng tên kia là ai. Đó là lão Thương ác mộng. Lão Thương cứu một người, vậy một người nhưng chu diệt thần quốc triệu cường giả. Từ đây cả đời, lão Thương lại nữa cứu người. Vô tình đảo. Diệp Thần đã từng thề. Bất kể như thế nào nhất định phải bổ ra lão Thương trong lòng ác mộng. Đây là ân sư tình. Bỏ mặc vậy trong ba người ai và lão Thương tâm ma có liên quan. Diệp Thần cũng muốn ngăn cản. Diệp Thần đột nhiên chỉ vậy nhân tộc Tam Vương chỗ ở phương hướng nói, lại xem. Tiểu Kim có chút kinh ngạc nói, chủ nhân, người muốn xen vào bọn họ việc vớ vẩn. Ba cái tên này, nhưng mà phiền toái rất, hơn nữa, thực lực còn vô cùng là khủng bố, thời đại thượng cổ, cũng đã là hỗn độn bảy tầng thiên tu vi. Mặc dù hỗn độn bảy tầng thiên ở trên cao cổ không tính là đặc biệt mạnh, nhưng ở trăm tuổi trong khoảng có thể đạt tới. Rất ít. Hắn biết Diệp Thần thực lực cực mạnh, như là một đôi một, vậy cái gọi là nhân tộc Tam Vương, tuyệt không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng mà, nếu như duy nhất trêu chọc đến bọn họ ba cái, nhưng khó mà nói à. Diệp Thần ánh mắt chớp động, hừ lạnh nói, ta đây là tò mò người nọ kết quả là ai. Nếu bọn họ nghĩ như vậy xưng vương, ta đây muốn xem, bọn họ có hay không cái này tư cách. Tiểu Kim gật đầu một cái, thân hình một cái chớp động, liền biến mất ở chân trời, ngay chớp mắt, đã mang Diệp Thần, đi tới một nơi trước mắt cảnh tan hoang đất đai. Nơi này, nguyên bản chắc thuộc về vậy rừng nhiệt đới một phần chia, nhưng lúc này, nhưng hoàn toàn biến thành địa ngục vậy chỗ. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, chỗ này thiên địa, mặt đất rạn nứt, vô số cái hở hiện lên. Nham thạch nóng chảy rót ngược, đem chung quanh mặt đất hóa là đất khô cằn, không gian bể tan tành, vô số đen nhánh tia chớp, ở giữa trời đất chuyển động, gió lớn bốn cuốn, phá hủy vạn vật, võ đạo quy luật, cũng xuất hiện vết rách, chu thiên linh khí thật nhanh trôi qua, mà mất đi hơi thở cơ hồ đều muốn biến thành thực chất. Diệp Thần hướng không trung nhìn, chỉ gặp, nơi đó có ba đạo thân ảnh, đang lẫn nhau chiến đấu. Một người thân hình cao lớn. Mặc một kiện chiến giáp đen nhánh, cả người cổ đồng sắc bắp thịt, đầu đầy cương ngạnh mái tóc dài bù xù đầu vai, mặt mũi vô cùng dương cương, trong mắt thiêu đốt hừng hực chiến ý, tay hắn cầm một chuôi phảng phất do hàn băng chế thành chiến cái chùy, mỗi một cái chùy đánh ra, gió lạnh nổi lên bốn phía, phi tuyết hóa thành lưỡi dao sắc bén, đem vô số núi cao cắt kim loại là nghiền, khủng bố cự lực tựa hồ có thể làm cho cả mặt đất, làm rung động. Một người cả người quần áo trắng. Cử chỉ tự nhiên vô cùng, mặt mũi tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, màu da trắng nõn, mái tóc dài buộc ở sau ót, nhìn qua, lại có mấy phần khí âm nhu. Nhưng, hắn tướng mạo mặc dù thanh tú cực kỳ, trong tay chuôi này lóe lên chói mắt hàn mang, minh in vô số ánh sáng trắng chói lọi phù văn trường kiếm, nhưng cùng hắn tướng mạo, hoàn toàn không cùng. Kiếm khí kia, vô cùng ác liệt, bá đạo, tựa như có thể đem thiên địa, chém một cái mở ra vậy. Người cuối cùng, mặc cả người có dấu màu đen long văn đỏ tươi trường bào, liền tóc cùng trong mắt, cũng là màu máu đỏ, hắn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười, ngồi ngay ngắn ở trời cao bên trong, một cái tay chống cằm, cả người tản ra một loại tà dị mị lực. Ở hắn quanh thân, nhưng là lượn lờ vô số đạo nhỏ xíu hàn mang, giống như chấm sắc bén chi vũ vậy. Về điểm kia điểm hàn mang, bất ngờ là từng cây một phi châm. Vô cùng vô tận phi châm. Ùn ùn kéo đến bay múa, ước chừng, có hơn 10 triệu đạo chứ. Có thể dễ dàng như thế khống chế cái này dù sao cũng phi châm, có thể gặp tên này tóc đỏ chàng trai thần hồn lực, mạnh đến hạng bước. Tiểu Kim ngưng mắt nhìn vậy ba người, thụ mục bên trong, cũng là hiện lên vẻ ngưng trọng mở miệng nói, chủ nhân, vậy ba người, chính là nhân tộc Tam Vương. Thân hình cao lớn,
sử dụng chiến chùy cái đó, chính là được gọi là lực tồi thiên sơn chiến vương hình thiên hàn, thời đại thượng cổ, bị người ta gọi là chi làm lực tồi thiên sơn vạn sĩ chết, chỉ ta bất bại chiến thế gian, người này lời đồn đãi thừa kế viễn cổ chiến thần nhất tộc huyết mạch, cả người cự lực có thể nói chấn động tùng, trong tay chuôi này hàn ngọc cái chùy chính là thượng cổ vật, nghe nói không người có thể dơ lên. Cả người quần áo trắng vậy tên kiếm tu, chính là thân như phi tuyết khí bừng bừng, kiếm chém thanh thiên diệt cửu trọng kiếm vương Tư Đồ Tân, công tử chắc đã nhìn ra, người này kiếm đạo đã chăn nhập trình độ cao nhất, kiếm chém thanh thiên, vậy tuyệt không chỉ có chỉ là một câu nói xạo mà thôi. Hắn ở trên cao cổ, vì thử kiếm, đã từng tính tọa thương khung cuối mấy chục năm, mở mắt để gặp, một kiếm chảm phá cửu trọng thiên, như vậy lấy kiếm đạo khám phá chân võ cảnh. Cuối cùng cái đó tóc đỏ nam tử, chính là hồn vương Đông Phương Thịnh, người ta gọi là con mắt như máu thần như biển, nhất niệm thành giết tìm vạn hồn, người này lai lịch không rõ, tựa hồ xuất thân từ Đông Hải ngoài ra một nơi đảo nhỏ, bỗng nhiên bây giờ, kinh thế lên, hắn cả người thần hồn lực, gần như vô cùng vô tận, sử dụng dù sao cũng phi châm, là hắn tự đi luyện liền độc môn vũ khí, tên là Uống Kim Lâm. Nghe nói, người này đã từng sát niệm cùng nhau. Liền chỉ dựa vào cái này nhất niệm lực, đem một cái thượng cổ tông môn mấy chục ngàn người thần hồn toàn bộ nghiền thành nghiền. Mà lúc này, cái này ba người băng cái trụy oanh đập, kiếm quang như rồng, ngàn kim bay lượn, lẫn nhau giao thủ, hoàn toàn không có chú ý tới Diệp Thần cùng Kim Thiên Ngạc, hoặc là nói, hoàn toàn không có đem sự chú ý, đặt ở bọn họ trên mình. Diệp Thần đôi mắt híp lại, cái này ba người, bất ngờ đều là hỗn độn cảnh bảy tầng thiên. Một khắc sau, Diệp Thần chợt thân hình chớp mắt, xuất hiện ở ba người bây giờ, nguyên bản nhân tộc Tam Vương lẫn nhau công tới tuyết bay đầy trời, sắc bén kiếm mang, cùng với vậy muôn vàn phi châm, lúc này, đều đang bị Diệp Thần ngăn trở ngăn cản. Diệp Thần trong mắt sạch bóng lưu chuyển, tay cầm sát kiếm, đang chuẩn bị ra tay đem cái này ba đạo công kích hóa giải lúc đó, nhưng là chợt cả kinh. Vậy tuyết bay đầy trời, cùng với sắc bén kiếm quang, đều là ngay tức thì tiêu tán. Mà vô số phi châm vậy phảng phất thuấn gì vậy trở lại Đông Phương Thịnh quanh thân. Cái này ba người, lại bởi vì Diệp Thần xuất hiện, rối rít dừng tay. Diệp Thần hướng ba người nhìn, ngay tức thì, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Cái này ba người, đồng thời dừng tay, cũng không phải là bởi vì bọn họ đối với Diệp Thần, có chỗ kiêng kỵ, mà là bởi vì Diệp Thần căn bản không vào được bọn họ mắt. Lúc này, bất luận là chiến vương hình thiên hàn, kiếm vương Tư Đồ Tân, vẫn là hồn vương Đông Phương Thịnh, đều là sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, đầy mắt lãnh ý nhìn Diệp Thần. Cái này ba người, hiển nhiên cực kỳ kiêu ngạo, ở trong mắt của bọn họ, Diệp Thần như vậy chảm ách cảnh võ giả, căn bản liền chết ở bọn họ trong tay tư cách cũng không có. Hình thiên hàn hướng về phía Diệp Thần lạnh lùng quát, tiểu bối, lăn ra khỏi ta tầm mắt, ngươi làm trở ngại đến bổn vương. Tư Đồ Tân mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên cũng là giống nhau ý kiến. Mà Đông Phương Thịnh, nhưng là hướng hình thiên hàn khẽ cười một tiếng nói, bổn vương. Ha ha, mấy chục ngàn năm không gặp, người vẫn là không biết xấu hổ như vậy. Ngươi nói gì sao, hình thiên hàn trên mặt vẻ giận cùng nhau, trong tay hàn ngọc cái chùy gió tuyết lượn lờ, nhìn như, thì phải xuất thủ lần nữa. Cũng im miệng cho ta. Đây là, một tiếng quát chói tai. Ở nơi này thượng cổ ba vương bên tai nổ vang, giống như sấm vậy. Bọn họ, đều là không tưởng tượng nổi hướng Diệp Thần nhìn. Giờ phút này, chiến vương hình thiên hàn, kiếm vương Tư Đồ Tân, hồn vương Đông Phương Thịnh, ánh mắt rối rít ngưng mắt nhìn trước mặt thanh niên. Mới vừa rồi, bọn họ nghe được cái gì? Cái này chảm ách cảnh tiểu tử, lại kêu bọn họ im miệng. Còn dùng cái này loại giọng và bọn họ nói chuyện. Chán sống. Đầu óc không bình thường. Ở trên cao cổ, cho dù là hỗn độn cảnh tồn tại, cũng không dám ở bọn họ trước mặt như vậy càn rỡ à. Ba người trong mắt đều là ngay tức thì băng lạnh xuống, quanh thân sát ý, mơ hồ tràn đầy. Bọn họ đều là thời đại thượng cổ, có thể được gọi là thanh niên chí tôn tồn tại, hắn kiêu ngạo, có thể tưởng tượng được. Nhân vương không thể làm nhục. Thằng nhóc này mặc dù không đáng để cho bọn họ động thủ, nhưng mạo phạm vương uy, bất luận là ai, đều phải chết. Diệp Thần con người chớp động sát ý, ngưng mắt nhìn mấy người. Hắn câu thông luân hồi mộ địa, hỏi lão thương nói, lão thương, kết quả hại người ngươi là ai? Nói cho ta,
mối thù này ta vì ngươi báo. Mà giờ khắc này, lão thương nhưng do dự. Diệp thần, chuyện này ngươi vẫn là đừng nhúng tay. Huống chi, chỉ bất quá hơi thở và người kia có chút tương tự, có thể tu luyện công pháp một tới, cũng có thể là truyền thừa tương quan, cũng hoặc là huyết mạch đến gần, cái này loại trùng hợp quá nhiều. Hơn nữa, nếu như dựa theo người nó ban đầu yêu nghiệt, trải qua vạn năm, sợ rằng thực lực sớm đã đột phá thiên thần cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới cao hơn, bây giờ ngươi, không thể là địch. Lão thương cố nhiên muốn chém trừ tâm ma, nhưng là hắn càng muốn là Diệp thần cân nhắc. Diệp thần hiện tại không thể lại thụ địch. Như Diệp thần chết, như vậy cái gọi là tâm ma thật muốn cho hắn tiếc nuối cả đời. Nhưng là giờ phút này, Diệp thần ánh mắt kiên quyết. Bỏ mặc cái này trong ba người ai và lão thương tâm ma người có liên lạc, hắn cũng sẽ là lão thương tìm được trong bóng tối tồn tại. Một ngày vi sư suốt đời là cha. Nháy mắt tức thì, bốn đạo sát ý không ngừng va chạm. Bầu không khí lại là ngưng trọng đến mức tận cùng. Ngay tại lúc này, một đạo kim quang chớp mắt, một người mặc kim bào, diện mạo anh tuấn, sinh đối với màu vàng mắt dọc, nhìn như chừng 20 tuổi chàng thanh niên, xuất hiện ở Diệp thần bên người, chính là hóa thành hình người Kim Thiên Ngạc. Kim Thiên Ngạc, mặc dù đã sống rất lâu, nhưng lấy viêm kim ngạc long vậy vô cùng kéo dài thọ nguyên xem ra, cũng bất quá là ở vào thanh niên thời kỳ thôi. Ba người thấy Kim Thiên Ngạc, đều là ánh mắt chớp mắt. Có chút bất ngờ mở miệng nói Kim Thiên Ngạc. Hiển nhiên, không chỉ là nhân tộc Tam Vương, Kim Thiên Ngạc, ở thời đại thượng cổ, cũng là khá là nổi danh tồn tại. Kim Thiên Ngạc mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ha ha, nhân tộc Tam Vương. Vị này Diệp công tử, là ta Kim Thiên Ngạc chủ nhân, ta có thể không cho phép các ngươi đối với hắn không tiếc lời. Kim Thiên Ngạc nhìn như, sắc mặt như thường, thật ra thì, trong lòng nhưng là đang điên cuồng run rẩy à. Cái này ba người thực lực cũng so hắn cao, mặc dù, hắn huyết mạch không tầm thường, có thần hỏa, đủ để vượt cấp mà chiến, nhưng, cái này nhân tộc Tam Vương, há lại là phổ thông võ giả có thể so sánh. Kim Thiên Ngạc, thủ đoạn dốc hết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng một người trong đó giao thủ thôi. Hơn nữa, Kim Thiên Ngạc rất rõ ràng, cái này ba người, đều là triệt triệt để người điên à. Đầu óc so yêu tộc còn muốn không bình thường. Nếu như bọn họ thật tức giận, không để ý hết thảy đồng thời ra tay, Diệp thần, coi như không địch lại, hẳn còn có thể trở lui toàn thân. Mà mình đâu, chỉ có bị nháy mắt giết phần à. Nhưng là, Kim Thiên Ngạc rất rõ ràng, nếu mình trở thành Diệp thần người làm, nên biểu thị trung tâm thời điểm, nhất định là muốn biểu thị trung tâm. Quả nhiên, hình thiên hàn ba người nghe vậy, thần sắc đều là hơn nữa nặng lạnh vô số lần, khí tức quanh người cũng mơ hồ náo động. Hiển nhiên, ngay tại ranh giới bùng nổ. Bất quá, bọn họ nhưng vẫn không có ra tay, mà là trong mắt bên trong, mang một chút không rõ ràng cùng tò mò nhìn Diệp thần. Tên này chính là Trảm Ách Cảnh tiểu tử, lại có thể thu phục Kim Thiên Ngạc. Mặc dù, lấy Kim Thiên Ngạc thực lực, không phải bọn họ đối thủ, nhưng, tên này giàu gì cũng là huyết mạch vô cùng là cao quý vương tộc đại yêu à, ở thời đại thượng cổ, đều là nổi tiếng hậu thế tồn tại. Cho dù là bọn họ ba người, cũng không có đem cầm có thể để cho hắn bỏ đi tôn nghiêm khuất phục, có thể bây giờ lại nguyện ý hướng về phía một người cúi đầu. Vẫn là một cái nhìn như vô cùng loài người nhỏ yếu. Hơn nữa, nhìn như còn vô cùng là cung thuận hình dáng. Cái này, thật là không thể tưởng tượng nổi à. Ở trên cao cổ thần nước, tổng cộng có 9 đại yêu tộc vương hầu, những thứ này vương hầu con cháu, cũng có cực kỳ kinh khủng huyết mạch, triều đại yêu hoàng. Thường thường cũng xuất từ cái này 9 đại yêu tộc bên trong, bọn họ liền bị gọi là yêu tộc ở giữa vương tộc. Vương tộc, tự nhiên đều là vô cùng kiêu ngạo tồn tại, mà Kim Thiên Ngạc chính là vương tộc ở giữa một thành viên. Diệp thần không để ý tới sẽ ba vương khiếp sợ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói, các ngươi yếu quyết ra ai mới là nhân tộc vua. Không bằng, ta giúp ngươi một chút cửa như thế nào. Đông Phương Thịnh cười nhạo một tiếng nói, người giúp chúng ta. Tiểu tử, người cảm giác được mình xứng sao? Hình Thiên Hàn cũng là cười lạnh nói, một giới con kiến hôi, lấy là dùng phương pháp gì cầm đầu kia ngu xuẩn yêu tộc lừa gạt tới tay, liền vô địch. Loài người chúng ta, cũng không tốt như vậy lừa gạt. Kim Thiên Ngạc nghe vậy, hướng Hình Thiên Hàn trợn mắt nhìn, quát mắng, lão tử đầu óc so người cái này người tứ chi phát triển dễ xài nhiều.
hắn lại, bị cái này cả người nhiều lực hình thiên hàn giễu cợt. Vẫn là giễu cợt đầu óc, lập tức, các ngươi sẽ biết, người nào mới thật sự là không đầu óc. Diệp Thần đưa tay một cái, chặn lại Kim Thiên Ngạc, ngừng mắt nhìn hình thiên hàn nói, chiến vương hình thiên hàn. Người kiêu ngạo nhất chính là lực lượng chứ. Đúng thì thế nào, hình thiên hàn cùng Diệp Thần đối mặt, vậy có chút hiếu kỳ, cái này cổ quái tiểu tử phải làm những gì? Diệp Thần đột nhiên khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, ngươi, có dám cùng ta so một lần lực lượng? Lời vừa nói ra, cái này bị đánh được tan tành thiên địa, ngay tức thì lâm vào một phiến tĩnh mịch. Giống như vạn cổ băng nguyên thổi tới gió lạnh, đem vạn vật đông vậy. Nhân tộc Tam Vương, đều là khó có thể tin nhìn về phía Diệp Thần, trợn mắt hốc mồm, tựa như nhìn thấy gì vạn năm cũng không thấy được một cái quái thai vậy. Và hình thiên hàn, so lực lượng. Liền Đông Phương Thịnh, Tư Đồ Tân, cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy đi. Bọn họ, thậm chí đều có chút bội phục Diệp Thần tới. Nếu như, bọn họ là hồn vương, kiếm vương, chiến vương mà nói, thằng nhóc này, chính là bức vương liền chứ. Nhân tộc thứ nhất bức vương. Thậm chí, bọn họ đều bắt đầu hoài nghi, Diệp Thần, chẳng lẽ chính là dựa vào gắn, cầm Kim Thiên Ngạc cho chập chờn. Liền liền Kim Thiên Ngạc, đều là khẽ cau mày, hắn biết Diệp Thần lực lượng rất mạnh, rất khủng bố, nhưng, hắn đã từng cảm thụ qua hình thiên hàn lực lượng, Diệp Thần lực lượng, chưa chắc có thể thắng được hình thiên hàn à. Diệp Thần, khinh thường. Ở Kim Thiên Ngạc xem ra, Diệp Thần địa phương mạnh nhất, ở chỗ thực lực tổng hợp, lực lượng kinh khủng, tuyệt mạnh võ ý, cộng thêm chuôi này cực kỳ vũ khí, một mình đấu mà nói, tuyệt đối có thể nghiền ép hình thiên hàn. Có thể nói riêng về lực lượng, liền khó nói à. Một khắc sau hô hấp, hình thiên hàn bỗng nhiên phát ra cười to một tiếng. Vang khắp chân trời cười to. Hắn vô cùng lãnh đạm nhìn về phía Diệp Thần, cười như điên nói, thằng nhóc, người muốn theo ta so lực lượng. Ta ngủ say lâu như vậy, cho tới bây giờ, không ai dám cùng bổn vương so lực lượng. Ngươi có thể nói ra mạnh miệng như vậy, bổn vương, ngược lại là bội phục ngươi dũng khí à. Diệp Thần nghe vậy, nhưng là lơ đễnh nhún nhún vai nói, nếu như, ngươi sợ nói, vậy coi như xong. Mọi người, lại là cả kinh. Thằng nhóc này, lại còn phải tiếp tục khiêu khích. Cho dù ai, cũng nhìn ra được, Diệp Thần là đang dùng phép khích tướng, nhưng... Cho dù là phép khích tướng, hình thiên hàn vậy căn bản không nhịn được à. Hắn, là bị gọi là chiến vương tồn tại, lực lượng, một mực chính là hắn lớn nhất tự tin. Hiện tại, có người lại cầm lực lượng, tới nhiều lần khiêu khích hắn. Hình thiên hàn cả người hơi thở cuồng bạo, chung quanh hư không, đều ở đây hắn hơi thở bên trong bắt đầu vỡ vụn, mà hắn cả người bắp thịt cổ động, ẩn chứa trong đó cực kỳ lực lượng, tựa hồ, cũng giống như là sắp phun ra núi lửa vậy, ở ranh giới bùng nổ. Hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, cười lạnh nói, được, ngươi là cái đầu tiên dám dùng sức tính, khiêu khích bổn vương người, bổn vương liền cho một mình ngươi, chết ở bổn vương lực lượng dưới cơ hội. Hắn hai tròng mắt bên trong, là sát ý vô tận, thằng nhóc này, có lẽ chỉ có một ít đặc thù, địa phương cổ quái, nhưng, duy chỉ có lực lượng, hình thiên hàn có tuyệt đối tự tin, thằng nhóc này, coi như lại cổ quái, ở hắn dưới cự lực, cũng chỉ có hóa thành xương máu tiêu tán phần. Diệp Thần nhàn nhạt nói, phải không? Hắn đem sát kiếm thu hồi, bề mặt bên trên, bùng nổ 7 tầng huyết quang bên trong, mơ hồ có sấm sét màu vàng thoáng qua, vậy nhu thuận tóc, không gió tự động. Kim Thiên Ngạc con người co giúp một cái, sắc mặt lại là biến đổi, Diệp Thần lại liền chuôi này cực mạnh trường kiếm cũng không cần. Hắn biết, Diệp Thần thanh trường kiếm kia, cho dù lấy thuần lực lượng điều khiển, uy lực vậy tuyệt đối ở hàn ngọc cái chùy bên trên. Diệp Thần, đây là một chút tiện nghi cũng không muốn chiếm, thật phải lấy thuần lực lượng quyết định thắng bại à. Diệp Thần ngưng mắt nhìn hình thiên hàn, nhàn nhạt nói, ta khuyên ngươi, tốt nhất xuất toàn lực. Toàn lực, hình thiên hàn khinh thường cười một tiếng, nhưng vẫn gật đầu nói, nếu ngươi lấy lực lượng khiêu chiến bổn vương, tự nhiên sẽ xuất toàn lực. Hắn mặc dù cho rằng Diệp Thần liền mình 0,1%, một phần vạn lực lượng, cũng không chịu nổi. Nhưng, lực lượng là niềm kiêu ngạo của hắn, hắn nếu không phải xuất toàn lực để bảo vệ hắn trong lực lượng tôn nghiêm, chính là thật xin lỗi phần này kiêu ngạo. Một khắc sau, Diệp Thần cùng chiến vương hình thiên hàn,
đều là thân hình động một cái, cả người cự lực, điên cuồng dâng lên, hư không rung động, không khí hí, hai người, đồng thời hung hăng một quyền đập ra. Hai đạo thân ảnh, như đạn đại bác vậy, cực nhanh bắn về phía đối phương, vậy hàm chứa hủy thiên diệt địa lực quả đấm, ầm ầm đụng nhau. Nháy mắt tức thì, thời gian, tựa như ngừng. Đông Phương Thịnh, Tư Đồ Tân, Kim Thiên Ngạc, đều là ngay tức thì con người điên cuồng co rúc lại. Một đạo mồ hôi lạnh, từ ba người gò má bên trên tuột xuống. Ở đó kinh thiên động địa vang lớn, truyền ra trước, đầu tiên bể tan tành, là hai người chung quanh hết thảy. Chu vi ngàn dặm bên trong, vô hình kia vô chất, xúc không thể so sánh hết thảy, phảng phất thủy tinh vậy, nhanh chóng vỡ vụn trước. Hóa thành một phiến hắc ám. Sau đó, chính là vậy chấn động thiên địa, càn quét toàn bộ thần quốc kinh thế vang lớn. Cho dù là tại chỗ ba tên cường giả, đều cảm thấy màng nhĩ một hồi đau nhói. Dư âm nhấc lên gió lớn, cuộn sạch vạn dặm, thanh thế, lại là so nhân tộc Tam Vương giao thủ lúc đó, càng kinh khủng hơn. Chiến vương hình thiên hàn vậy nụ cười khinh miệt, thật nhanh tan vỡ, hóa thành vô cùng thần sắc kinh ngạc, mà ở hắn vậy đôi hơi có vẻ xanh lơ lam trong mắt bên trong, đổ ánh ra là Diệp Thần vậy lạnh nhạt gương mặt bên trên, dần dần hiện lên nụ cười. Tràn đầy tự tin, kiêu ngạo, tựa như đã lên đỉnh bầu trời cuối nụ cười. Cái kế tiếp ngay tức thì, đi đôi với vậy vô cùng kịch liệt tiếng nổ, rắc rắc một tiếng, hình thiên hàn xương tay, vỡ vụn, đỏ thẫm máu tươi tung tóe ra, mà hình thiên hàn thân thể, vậy lấy so sánh với lúc nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng phía sau, ầm ầm đập tới. Ầm một tiếng vang thật lớn, hình thiên hàn đập vỡ không mấy ngọn núi sau đó, lại là ở lớn bên trên. Để lại một cái vô cùng hố sâu to lớn. Mà Diệp Thần, cũng là liền liền thụt lùi, mỗi thối lùi ra một bước, đã biến thành bóng tối không gian bên trong, liền lưu lại một đạo lóe lên kim mang sáng ngời dấu chân. Có thể gặp, hắn mỗi bước ra một bước, đều dùng bao lớn lực lượng. Cho đến bước ra thứ 9 bước lúc đó, Diệp Thần thân hình, mới rốt cục ngừng. Đông Phương Thịnh ba người, khó có thể tin nhìn một cái đứng yên không trung, thần sắc lãnh đạm. Trong mắt, nhưng lóe lên ngạo nghễ huy hoàng Diệp Thần, cùng với bị đánh đập xuống đất, lúc này, đang miễn cưỡng đứng dậy, xương tay bể hình thiên hàn. Bọn họ con người điên cuồng co rúm lại, cơ hồ không dám tin tưởng, mình thấy là chân thực một màn. Hai người, thuần tỉ thí lực lượng, thắng, lại là chạm ách cảnh Diệp Thần. Cho dù là cái này mấy tên thời kỳ thượng cổ, ngang dọc nhất thời siêu cấp thanh niên cường giả, đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Kim Thiên Ngạc, lại là mặt đầy hoảng sợ hướng Diệp Thần nhìn. Cái này, mới là Diệp Thần lực lượng chân chính sao? Vậy đem mình chém xuống một kiếm, Diệp Thần lại vẫn không có đem hết toàn lực. Kim Thiên Ngạc, trong lòng vô cùng được vui mừng, lúc ấy, không có thừa dịp Diệp Thần từ không trung rơi xuống, đối với mình làm nô lệ khác lúc đó, vận dụng mình mạnh nhất hậu thủ. Trước mắt tên nam tử này tử, căn bản không thấy được cực hạn chỗ ở à. Hắn hậu thủ, mặc dù cực mạnh, nhưng là, nếu quả thật đối với Diệp Thần sử dụng, chết được tuyệt đối sẽ là mình. Lại tới, trên mặt đất hình thiên hàn, lúc này, nhưng là phát ra một tiếng gầm thét. Hai tròng mắt bên trong, nhúc nhích màu xanh lam ngọn lửa, chiến ý kinh thiên. Hắn không phục, căn bản không phục, cũng không nguyện ý tin tưởng mình ở dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng bên trên, lại, bại bởi người khác. Diệp Thần, nhưng là nhàn nhạt nói, ngươi, đã thua. Hình thiên hàn, nghe vậy sững sốt một chút, thô trọng thở hào hển, chỉ chốc lát sau, mới tỉnh táo lại. Hắn, quả thật thua. Bỏ mặc hắn phải chăng thừa nhận, cái này, chính là sự thật. Chiến vương hình thiên hàn, ở trong lực lượng, bại bởi thanh niên trước mắt. Trong nháy mắt, hình thiên hàn gương mặt bên trên, hiện ra vô cùng mãnh liệt vẻ không cam lòng. Nhưng làm hắn hồi tưởng lại Diệp Thần một quyền kia bên trong lực lượng lúc đó, quả thật không khỏi được, mặt lộ vẻ cô đơn vẻ, lẩm bẩm nói, đây là lực lượng gì, thật giống như xa xa thắng được ta lực lượng. Thằng nhóc này thật sự là chảm ách cảnh. Như vậy căn cơ, vậy quá đáng sợ đi. Chảm ách cảnh, liền có hỗn độn cảnh lực lượng, không thể tưởng tượng nổi. Hắn đột nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Thần, hai tròng mắt bên trong, sạch bóng lóng lánh. Vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, ngươi tên gọi là gì? Diệp Thần.
Hình Thiên Hàn gật gật đầu nói, Diệp thần, người thắng, ta buông tha chiến vương tên. Mọi người nghe vậy, lại là một hồi sợ hãi. Kiêu ngạo vô cùng Hình Thiên Hàn, lại, buông tha chiến vương tên. Nhân tộc Tam Vương, đánh nhiều ít năm. Thậm chí, nhiều lần, cũng đánh tới trọng thương sắp chết liền à. Dù vậy, Hình Thiên Hàn cũng không có buông tha xưng vương ý, hiện tại, liền bởi vì Diệp thần một quyền, bỏ nhiều năm qua kiêu ngạo. Bất quá, hắn đôi mắt bên trong, bỗng nhiên bộc phát ra kinh thiên chiến ý nói, chờ ta lấy lực lượng, cọ rửa hôm nay sỉ nhục lúc đó, ta sẽ lần nữa, thu hồi chiến vương danh hiệu. Diệp thần cười nhạt nói, tùy thời phụng bồi. Hắn biết, đối với nhân tộc Tam Vương, cái này loại vô cùng người kiêu ngạo, theo bọn họ nói phải trái, là vô dụng. Duy nhất biện pháp, chính là dùng thực lực, đem chân áp, đem kiêu ngạo, dẫm ở dưới chân. Mà tốt nhất biện pháp, chính là lấy bọn họ nhất dẫn lấy làm hãnh diện lực lượng, đánh bại bọn họ. Còn như tương lai, bị bọn họ phản siêu. Diệp thần có tự tin, bất luận những người này, tu luyện như thế nào tăng lên, vậy tuyệt đối không cách nào có thể so với mình tốc độ tiến bộ. Hình Thiên Hàn dứt lời, cũng không có tiếp tục cùng Tư Đồ Tân, Đông Phương Thịnh giao thủ hứng thú, trực tiếp hóa thành một đạo quang hoa, tự đi rời đi. Hắn hiện tại, duy nhất phải làm, chính là tăng lên mình lực lượng, điên cuồng tăng lên mình lực lượng. Sau đó, rửa nhục trước. Thu hồi mình kiêu ngạo. Diệp thần không có ngăn trở, bởi vì lão thương cảm nhận được hơi thở cũng không phải là Hình Thiên Hàn. Hình Thiên Hàn sau khi đi, Diệp thần nhìn về phía Tư Đồ Tân và Đông Phương Thịnh, cười nói, hiện tại, các ngươi cảm thấy, ta có tư cách giúp các ngươi sao? Hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Đông Phương Thịnh gật gật đầu nói, chúng ta thừa nhận ngươi thực lực, tốt, ngươi hãy nói một chút, ta cùng cái này Tư Đồ Tân, ai mới có tư cách, trở thành nhân tộc vua. Diệp thần yên lặng một lát sau, nhàn nhạt nói cái này, trước không gấp. Vừa nói, hắn nhìn về phía Đông Phương Thịnh, khóe miệng, nâng lên nụ cười quỷ dị nói, không bằng, người ta trước tiến hành một tràng thần hồn tỉ thí, như thế nào? Cái gì? Kim Thiên Ngạc không nhịn được kinh hô một tiếng. Ở trong lực lượng, nghiền ép Hình Thiên Hàn, Diệp Thần, đang còn muốn thần hồn lên nghiền ép Đông Phương Thịnh. Lúc này, Kim Thiên Ngạc trong lòng, không khỏi được hiện lên một cái mình cũng không dám tin tưởng ý tưởng. Diệp Thần, không phải là muốn, lấy thời đại thượng cổ, nhân tộc Tam Vương kiêu ngạo, phân biệt đem ba người nghiền ép đi. Như vậy, quả thật không có gì tốt tranh. Còn có cái gì có thể tranh? Nếu như, cái này ba người, đắc ý nhất chỗ. Đều bại bởi Diệp thần mà nói, lấy bọn họ kiêu ngạo, còn có cái gì mặt mũi, tự xưng là vương. Chỉ có Diệp thần, mới thật sự là nhân tộc vương giả. Duy nhất vương giả, tuyệt đối vương giả à. Đông Phương Thịnh huyết mâu bên trong, một hồi ánh sáng đỏ thẫm nổ bắn ra ra, hắn trên gương mặt, hiện lên một cái nụ cười tà dị, chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp thần, lạnh giọng nói, ngươi, xác định. Diệp thần không nói gì. Chỉ là nhàn nhạt nhìn Đông Phương Thịnh, ánh mắt bên trong, tràn đầy rửng rưng ý. Ha 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 ha, Đông Phương Thịnh nhẹ nhàng cười lên, nhưng là cười được vô cùng lạnh người, quanh thân sát ý cơ hồ muốn biến thành thực chất. Thật lâu, không có xuất hiện giống như người vậy có ý nghĩa người. Hắn chậm rãi phiêu tới Diệp thần trước người, huyết mâu ngưng mắt nhìn Diệp thần nói, bổn vương, cũng sẽ không giống Hình Thiên Hàn tên phế vật kia như nhau, bại bởi ngươi tiểu tử như vậy. Diệp thần ánh mắt hơi lóe lên, thể tu độ khó, ở khí tu bên trên, mà hồn tu độ khó, thì càng ở thể tu bên trên. Thần hồn nhất đạo, là nhất khảo nghiệm thiên phú tu hành. Đây cũng là, tại sao hồn tu như vậy hiếm thấy nguyên nhân. Nếu như, ở thần hồn bên trên, thiên phú chưa đủ nói, đừng nói là ở thần hồn nhất đạo, đạt tới như thế nào tầng thứ, liền nối thành là hồn tu, cũng không làm được. Mà Đông Phương Thịnh. Ở hồn đạo trên tư chất, có thể nói thần quốc lịch sử bên trên, có 102 tồn tại. Chân chính tươi đẹp vạn cổ. Đây cũng chính là tại sao, Đông Phương Thịnh so với Hình Thiên Hàn, hơn nữa tức giận, hơn nữa sát ý nghiêm nghị nguyên nhân. Đông Phương Thịnh, chính là nhân tộc Tam Vương bên trong, trẻ tuổi nhất tồn tại. Trên thực tế, lấy Đông Phương Thịnh tu vi mà nói, coi như là vô cùng trẻ. Tư Đồ Tân. Chỉ là ở thương không hiểu, liền xài ước chừng nhiều ít năm à.
mà Đông Phương Thịnh đâu, ước chừng 40 tuổi lúc đó, là được làm chấn đè một vực trình độ cao nhất hồn tu võ người một trong, lấy được hồn vương danh hiệu. Nhưng lúc này, hắn cùng Diệp Thần đối mặt, trong mắt huyết quang, điên cuồng quay cuồng. Tiểu tử trước mắt này, mới nhiều ít tuổi. Không vượt qua 30 tuổi chứ. Lại, liền muốn cùng ta ở thần hồn bên trên tỉ thí. Ha ha, ý kiến phải, mình thần hồn thiên phú, so hắn hồn vương Đông Phương Thịnh, khoa trương hơn sao? Ngươi, phải thế nào so? Đông Phương Thịnh uy nghiêm nói. Hắn muốn Diệp Thần, chết được tâm phục khẩu phục. Dùng Diệp Thần quy tắc, đánh bại Diệp Thần. Diệp Thần cười nói, và hình thiên hàn tỉ thí lúc đó, kém không nhiều, người ta lấy hồn lực đối oanh, như thế nào? Đông Phương Thịnh trên mặt nụ cười, hơn nữa dữ tợn nói, thằng nhóc, ta sẽ để cho thần hồn của ngươi, ngay tức thì mất đi, không thống khổ chút nào. Một khắc sau, Kim Thiên Ngạc cùng Tư Đồ Tân, đều là ánh mắt chớp mắt. Diệp Thần cùng Đông Phương Thịnh quanh thân, mỗi người bùng nổ một cổ thần hồn lực, dâng trào mãnh liệt. Ánh mắt của hai người, trên không trung va chạm, cơ hồ muốn cọ sát ra một hồi tia lửa, vậy vô cùng cường hãn hồn lực chập chờn, ngay tức thì hướng đối phương bao phủ đi. Không gian, ở hai người hồn lực đánh vào dưới, đều bắt đầu hơi vặn vẹo. Đông Phương Thịnh, chân mày khều một cái, cảm nhận được mình thần hồn, ở Diệp Thần hồn lực đánh vào dưới, có từng tia dao động, bất quá, hắn một đôi huyết mâu bên trong, nhưng là lộ ra vô cùng khinh miệt, vẻ trào phúng. Diệp Thần thần hồn lực, cũng không tệ lắm, có thể để cho hắn thần hồn, đều bị một chút ảnh hưởng, nhưng là, nếu là so với mình, kém được liền quá xa. Nếu như, Diệp Thần hồn lực là một phiến hồ lớn mà nói, hắn Đông Phương Thịnh hồn lực, chính là một phiến mênh mông biển khơi. Hoàn toàn không thể so sánh, hồ lớn hơn nữa, cũng bất quá là hồ mà thôi, và biển tỉ thí thế nào. Hắn hướng về phía Diệp Thần, cười như điên nói, ha ha ha, tiểu tử. Chỉ bằng ngươi loại trình độ này hồn lực, cũng dám cùng ta tiến hành hồn lực tỉ thí. Ngươi cầm bổn vương, làm cái gì? Tự tìm cái chết. Thật sự là tự tìm cái chết à? Vì ngươi cuồng ngông, trả giá thật lớn đi, cho ta diệt. Nháy mắt tức thì, Đông Phương Thịnh vậy vô cùng vô tận, vô cùng cuồng bạo hồn lực, ngay tức thì, liền đem Diệp Thần bao phủ, hướng Diệp Thần thần hồn, vặn cổ đi. Tư Đồ Tân, lắc đầu một cái, Diệp Thần tu võ tư chất, quả thật rất tốt, nếu thời gian dài, chưa chắc không thể ở hồn đạo bên trên, vượt qua Đông Phương Thịnh, nhưng tiếc là, thật ngông cuồng ngông. Quá tự cho là. Cho nên, tự diệt vong. Kim Thiên Ngạc lại là sắc mặt cuồng biến, chẳng lẽ, Diệp Thần thì phải như thế chết ở chỗ này. Nhưng ngay khi cái này ngay tức thì, Đông Phương Thịnh trên mặt nụ cười, nhưng đọng lại. Cùng hình thiên hàn vậy, bắt đầu điên cuồng tan vỡ đứng lên. Làm sao có thể? Hắn huyết mâu run rẩy nhìn Diệp Thần, mở miệng nói. Mà Diệp Thần, ở đó mãnh liệt hồn lực đánh vào dưới. Nhưng là vẫn mặt nở nụ cười. Đông Phương Thịnh vậy vô tận hồn lực, đối với Diệp Thần lại là chút nào tác dụng cũng không có. Cái này mẹ hắn là gặp quỷ chứ? Hắn cả đời này, cho tới bây giờ không có gặp qua loại chuyện như vậy à? Hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Diệp Thần tuyệt đối không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự. Nhưng dù vậy, mình hồn lực, lại thì không cách nào dung chuyển đối phương chút nào. Loại chuyện này chỉ có một giải thích. Đó chính là, Diệp Thần thần hồn mạnh, vượt xa mình à. Nhưng vì cái gì, Diệp Thần hồn lực đánh vào, chỉ là hơi dung chuyển mình thần hồn đâu. Đông Phương Thịnh, sắc mặt chợt biến đổi. Chẳng lẽ, là bởi vì là Diệp Thần thần hồn quá mạnh mẽ, một khi thi triển toàn lực, sẽ ngay tức thì đem mình trong nháy mắt giết. Cho nên cố ý mở nước. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hoàn toàn thay đổi. Ta hồn vương Đông Phương Thịnh, lại nối liền hạ đối phương một kích tư cách, cũng không có. Cái này, há chẳng phải là nói, hắn so hình thiên hàn hơn nữa không chịu nổi. Đông Phương Thịnh sắc mặt, ngay tức thì hôi bại xuống, cả người, cũng thất hồn lạc phách, hắn ở hồn đạo bên trên, bại bởi một cái 20 hơn tuổi tiểu tử. Hơn nữa còn là chênh lệch vô cùng lớn như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt nói, Đông Phương Thịnh, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Thịnh cúi đầu, hồi lâu không nói, đột nhiên bây giờ, chợt nhìn về phía Diệp Thần nói, ta thua.
hắn xoay người, hướng một cái hướng khác đi. Diệp thần, ta nhất định sẽ ở hình thiên hàn trước, ở hồn đạo bên trên, đánh bại ngươi. Diệp thần nhẹ thở một hơi, trong mắt, thoáng qua một chút giảo hoạt ý, hồn đạo bên trên đánh bại mình. Vậy xem ra, đời này, Đông Phương Thịnh là không làm được. Hắn cùng Đông Phương Thịnh thần hồn cuộc chiến, trên thực tế, là thủ xảo. Nếu như chỉ riêng tương đối thần hồn mạnh yếu nói, Diệp thần mặc dù có niệm ma thân thể, lại đi qua máu thần, chấn thần tháp ảo cảnh, chiếm đoạt ma hồn vân. Vân tăng cường, đã vượt qua vậy hỗn độn cảnh tồn tại, nhưng, cùng Đông Phương Thịnh so sánh với, kém được, còn rất xa. Đáng tiếc liền có thể tiếc ở đây, nhất định chính là hồn tu khắc tinh à. Bất luận, cái này hồn tu mạnh bao nhiêu, coi như là vạn cổ thứ nhất hồn tu, hồn vương Đông Phương Thịnh, cũng giống như vậy. Hắn thần hồn hiện tại có luân hồi mộ địa mấy vị đại năng liên hiệp chấn thủ, bất luận cái này hồn tu hồn lực, cường đại dường nào, trực tiếp công kích hắn thần hồn nói, là một chút hiệu quả cũng không có à. Đáng tiếc, Đông Phương Thịnh, cũng không biết hết thảy các thứ này. Ngược lại lấy là, Diệp thần hồn lực vượt xa mình. Để cho hắn tự ái, kiêu ngạo, bị đả kích lớn. Đây là, Diệp thần đột nhiên cảm nhận được một đạo ác liệt vô cùng, giống như băng hàn kiếm phong giống vậy ánh mắt. Vậy, là tới từ Tư Đồ Tần ánh mắt. Cũng là lão thương tâm ma người hiểm nghi duy nhất. Chí ít, Tư Đồ Tần có thể biết vị kia. Nguyên bản lãnh đạm, nặng lạnh Tư Đồ Tần, lúc này... Cả người nhưng giống như một chuôi ra khỏi vỏ trường kiếm vậy, chiến ý mạnh mẽ, thanh tú gương mặt bên trên, nâng lên một cái khoe khoang nụ cười, hướng về phía Diệp thần mở miệng nói, ngươi, lại là ta, chuẩn bị như thế nào khiêu chiến đâu. Tư Đồ Tân, là một tên kiếm tu. Lấy kiếm nhập đạo, trọng yếu nhất, chính là tâm cảnh, mà Tư Đồ Tân kiếm đạo võ ý, chính là kiếm chém thanh thiên diệt cửu trọng. Xem Diệp thần như vậy có tuyệt thế chi tư võ giả. Đứng ở trước mặt mình, làm sao có thể không muốn cùng một trận chiến. Tư Đồ Tân cả người máu, cũng ra tốc, trong mắt chiến ý cháy. Diệp thần nhìn về phía Tư Đồ Tân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngưng trọng, ba người bên trong, ở hắn xem ra, khó khăn nhất thủ thắng chính là Tư Đồ Tân. Nếu như toàn lực tử đấu mà nói, Tư Đồ Tân có lẽ không phải hắn đối thủ, dẫu sao, Diệp thần thực lực tổng hợp, quá khủng bố. Nhưng mà, Diệp thần phải làm cũng không phải là lấy hắn tánh mạng, mà là đem thu phục, trấn áp. Nhân tộc Tam Vương, có thể nói là thời đại thượng cổ vô cùng tươi đẹp tồn tại, là đối kháng diệt thế tai ương trung lưu chỉ trụ, cũng không thể tùy tiện hao tổn. Nhưng, nói riêng về võ đạo, nói riêng về chân võ ý cảnh giới, hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn, có thể chiến thắng đối phương. Lúc này, Diệp thần trầm giọng nói, người ta, tỉ thí võ đạo ý cảnh. Như thế nào? Tư Đồ Tân cười một tiếng nói, đang hợp ý ta. Kiếm đạo, chú trọng nhất chính là đạo tâm, ý vận, nếu như Diệp thần võ đạo ý cảnh, thắng được mình, chính là ở kiếm đạo bên trên, thắng được mình. Một khắc sau, một cổ tuyệt mạnh chân võ ý, từ trên hai người, phóng lên cao. Kim Thiên Ngạc sắc mặt biến đổi, hai người võ đạo ý cảnh mạnh, thậm chí, làm cho hoàn cảnh chung quanh, đều có thay đổi. Trong chốc lát, hắn tựa như thân ở hai cái thế giới kẽ hở bên trong. Một bên, là một phiến xanh thẳm thương khung, trong bầu trời, mưa gió lững lờ, dưới chân, là hắn chưa từng thấy qua kỳ dị cảnh sắc, vô số cổ quái kiến trúc, phân bố ở lớn bên trên, mà ở bầu trời cuối, thì có vô số ánh sao lóng lánh, mỗi đạo tinh quang, đều tựa như một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng, phảng phất có thể đem thiên địa chém bể băng lãnh kiếm ý. Cái này... chính là Diệp thần chân võ ý biến thành võ đạo ý cảnh. Mà bên kia, đồng dạng là một phiến bầu trời, nhưng, cái này phiến bầu trời, nhưng là vô cùng mờ nhạt, gần giống như máu đỏ màu sắc. Bầu trời biên giới, tựa hồ có một đạo vô hình thành lũy, tựa như, nơi đó chính là thiên khung cuối. Thành lũy bên trên, hư treo một đạo vô cùng kiếm thật lớn ảnh, kiếm này ảnh bên trên, tản ra vô cùng là bén hơi thở, vô hình kia thành lũy, lúc này, đã là tàn tạ không chịu nổi, trên đó trải rộng vô số đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm. Cái này, chính là Tư Đồ Tân chân võ ý. Nháy mắt tức thì, cái này hai cái thế giới, ầm ầm đụng nhau. Vô số hàn tinh, từ chân trời chết, hóa thành như biển vậy kiếm quang, hướng màu máu bầu trời bên trong kiếm ảnh,
sóng trào đi. Mà vậy đạo kiếm ảnh, cũng là phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành một đạo cầu vòng, chém về phía vậy cuồn cuộn kiếm quang. Không tiếng động va chạm bên trong, vô số ngôi sao nghiền, đạo đạo kiếm quang mất đi, Diệp Thần cùng Tư Đồ Tân võ đạo ý cảnh, cũng đang điên cuồng tan vỡ, tiêu tán bên trong. Mặt của hai người bàng bên trên, đều hiện lên ra vô cùng trầm ngưng vẻ. Chỉ chốc lát sau, hết thảy phục quy về hư không, hai người quanh thân cảnh sắc, khôi phục vốn là hình dáng, tựa như hết thảy, cũng không có phát sinh qua vậy. Kim Thiên Ngạc trên cằm, một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống, cái này không tiếng động chiến đấu, quá sợ hãi. Hắn có chút cà lam lẩm bẩm nói, ngang, ngang tay sao? Tư Đồ Tân, nhưng là đột nhiên mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu nói, không, là ta thua. Dứt lời, hắn hướng Diệp Thần dưới chân nhìn. Nơi đó, vẫn đứng sừng sững đủ loại kỳ dị kiến trúc, Diệp Thần võ đạo ý cảnh, cũng chưa hoàn toàn tan vỡ. Mặc dù, vậy vô số ngôi sao, cũng bỏ mình, đúng phiến thương khung, cũng vỡ nát, có thể, cái này một phiến ý cảnh bên trong, còn có một ngôi sao, vẫn hoàn hảo. Chính là Diệp Thần dưới chân vậy phiến mặt đất. Cái này, chính là Diệp Thần trong lòng, sau cùng cố thủ sao. Mà Tư Đồ Tân vậy đạo kiếm ảnh, đã hoàn toàn tiêu tán. Tư Đồ Tân nhẹ phun một ngụm đường thở, không nghĩ tới, chúng ta ba người, cãi nhiều năm như vậy, nhưng cũng thua ở trong tay của ngươi. Cho dù lấy Tư Đồ Tân kiêu ngạo, vậy hoàn toàn bị Diệp Thần vậy vô cùng nghịch thiên thiên phú vũ đạo nơi thuyết phục. Hắn dựa vào sức một mình, trấn áp thời đại thượng cổ nhân tộc Tam Vương à. Cái này gần như kỳ tích hành động vĩ đại, liền bị Diệp Thần, làm được dễ dàng. Tư Đồ Tân kiếm quang cùng nhau, chuẩn bị hướng phương xa chui đi, hắn mặc dù không nói gì, nhưng Diệp Thần biết, Tư Đồ Tân vậy cùng hai người khác ý tưởng, như nhau đi. Nhưng là Diệp Thần không cho phép để cho Tư Đồ Tân rời đi. Đứng lại, Tư Đồ Tân bước chân đột nhiên dừng lại, không có xoay người, nhưng là cực hạn sát ý cuốn lên, làm sao, ngươi còn muốn giết ta? Diệp Thần khẽ mỉm cười, từng bước một hướng Tư Đồ Tân đi tới, sau mấy bước, dừng lại, trong tay sát kiếm giơ lên. Không thể địch nổi lực lượng phóng lên cao. Cực mạnh võ đạo ý tựa như phong tỏa Tư Đồ Tân. Tư Đồ Tân hơi ngẩn ra, chẳng lẽ liền bởi vì cái này cái gọi là hư danh, cái này Diệp Thần muốn giết mình. Hắn xoay người, hai tròng mắt đối mặt. Hắn khá là kinh hãi nhìn trước mặt sát ý và màu máu phủ văn lưu chuyển trường kiếm, rồi sau đó chế trụ nội tâm khiếp sợ, mở miệng nói, người ta bây giờ cũng không thù, người lại muốn giết ta. Diệp Thần không có bất kỳ nói nhảm, gần từng chữ, người võ đạo ý đến từ ai, nói cách khác, người sư phụ là ai. Giờ khắc này, Tư Đồ Tân thần sắc ngưng trọng. Hắn rõ ràng liền cái gì? Hắn lên tiếng. Xem ra, vẫn là bởi vì ta người sư phụ kia. Diệp Thần con ngươi co giúp một cái, quả nhiên. Lão thương tâm ma chính là Tư Đồ Tân sau lưng sư phụ. Giờ phút này, hắn thậm chí có thể cảm nhận được luân hồi mộ địa bên trong, lão thương tâm chẳng chập chờn. Sư phụ ngươi tên gì? Diệp Thần nói. Tư Đồ Tân lắc đầu một cái, sát ý thu liếm, con người có chút thư thái, ở trên cao cổ, ta từng bái nhập Mạc Huyết Minh môn hạ. Ta biết Mạc Huyết Minh là thần quốc tội nhân, nhưng vẫn nơi này, ta muốn học hắn võ đạo. Hắn sát đạo, tội nói, là người đời cấm kỵ. Vậy là võ giả nhất hướng tới tồn tại. Ta ở bọn họ hạ 67 trời, hắn cũng đem ta làm đệ tử quan môn đào tạo. Nhưng là, cuối cùng ta rời đi. Bởi vì, cần phải tu luyện hắn công pháp, thì nhất định phải chu diệt song thân của mình. Ta không cách nào như vậy tuyệt tình, càng không cách nào dùng thân nhân vận mệnh thành tựu võ đạo của mình. Một khắc sau, Tư Đồ Tân tháo ra mình áo, lộ ra một đạo kinh thiên vết sẹo. Vết sẹo dưới, là một cái chữ viết cổ xưa. Minh, tựa hồ bị một kiếm xuyên thấu minh chữ. Diệp Thần, đây là ta rời đi Mạc Huyết Minh lúc đó. Tự mình vẫn còn cho Mạc Huyết Minh. Không quá ta thành tựu võ đạo cũng là thành lập ở Mạc Huyết Minh cơ sở bên trên, Mạc Huyết Minh như giết ngươi chí thân, vậy ta nguyện ý dùng tánh mạng tới thường. Đây là nhân quả. Nói tới chỗ này, Tư Đồ Tân nhắm mắt. Diệp Thần nhưng thu hồi sát kiếm. Hắn bên tai truyền đến lão thương thanh âm. Diệp Thần đã xác định. Lão thương tâm ma chính là Mạc Huyết Minh.
nhưng Tư Đồ Tân là vô tội. Hắn lại là người bị hại. Ngươi đi thôi, đây là ta cùng Mạc Huyết Minh ân oán, cùng ngươi không liên quan. Diệp Thần nói. Tư Đồ Tân mở mắt ra, sâu đậm nhìn một cái Diệp Thần, kiếm ý cùng nhau, biến mất ở giữa trời đất. Mà sau khi hắn rời đi, hắn thanh âm chậm rãi vang khắp. Diệp Thần, Mạc Huyết Minh không người nghĩ đơn giản như vậy. Hắn dã tâm, là nắm trong tay Thiên Đạo Cung. Một cái bình thường võ giả, làm sao dám nói tiếng nói xưng bá Thiên Đạo Cung. Vạn năm trước, hắn chính là bá chủ, hiện tại chỉ sẽ mạnh hơn. Ta nếu như ngươi, liền lựa chọn buông tha. Diệp Thần nhắm mắt lại. Rồi sau đó đột nhiên mở ra. Hắn khóe miệng lộ ra một đạo là nụ cười máu, Mạc Huyết Minh. Có ý tứ. Ta đây là tò mò và ngươi gặp mặt. Lúc này, Kim Thiên Ngạc, đã hoàn toàn si ngu, trợn mắt hốc mồm, rung động đến không cách nào tự kiềm chế. Diệp Thần, nhất định chính là thần à. Nhân tộc Tam Vương, mặc dù tươi đẹp, nhưng, thời đại thượng cổ, vậy không phải là không có có thể chiến thắng bọn họ cường giả. Nhưng mà, nếu nói là ở nơi này ba người cường hạng bên trên, đem bọn họ đánh bại, Kim Thiên Ngạc có thể khẳng định nói, không có bất kỳ một người nào, có thể làm được à. Có thể Diệp Thần, làm được cái này gần như chuyện không có thể. Không phải thần, là cái gì? Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi mừng rỡ. Có lẽ, trở thành Diệp Thần người làm, nói không chừng, ngược lại là một chuyện tốt đâu. Diệp Thần từ Mạc Huyết Minh trong suy nghĩ bay trở về, nhàn nhạt nói Tiểu Kim, lên đường. Kim Thiên Ngạc lúc này, đã không lại là cố ý biểu hiện, mà là phát ra từ bên trong tim, vô cùng cung kính đáp được, ưng. Một khắc sau, hắn hóa là bản thể, trở Diệp Thần, hướng phương xa cực nhanh phi độn đi. Cùng lúc đó, bóng tối ao đầm bên trong, đột nhiên truyền tới một tiếng kinh ngạc vui mừng kêu lên. Tìm được, chính là chỗ này. Âm Tôn cầm một cái in vô số phù văn, nhìn như cấu tạo vô cùng phức tạp la bàn, lúc này, la bàn bắn ra ánh sáng, đang chỉ trước người bọn họ cách đó không xa. Âm Tôn mặt hiện vẻ mừng rỡ như điên. Nhìn chằm chằm ánh sáng chỉ chi địa, chỉ cần, hoàn thành sau chuyện này, hắn liền vừa có thể tiếp nhận lão tổ âm khí rót thể à. Hắn có chút không kịp chờ đợi hướng về phía một đám đệ tử quát lên, bày trận. Chúng đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái, thân hình liền tránh, trong tay, đều là cầm ra một kiện bày trận dụng cụ. Mà Âm Tôn mình, thì đứng ở tâm trận bên trong. Khoảnh khắc bây giờ, những thứ này cổ thần thể thiên tài. Cùng hỗn độn cảnh Âm Tôn, cả người hơi thở đều là điên cuồng phun trào, cuồn cuộn linh lực, liều mạng rót vào trong tay trận khí bên trong. Một đạo âm khí bốn phía đại trận, hiện lên tại cái này ao đầm chi địa, đại trận bên trong, huyễn hóa ra một đạo vô cùng dữ tợn quỷ đầu hư ảnh. Hư ảnh kia vừa xuất hiện, chính là miệng to một tấm, bắn ra một đạo trắng xám ánh sáng, hung hăng đánh vào vậy la bản ánh sáng, chỉ chỗ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Vậy bụi đất quang rơi xuống chỗ, nguyên bản không có một vật ao đầm bên trong, lại là bỗng nhiên hiện ra đạo đạo đỏ thẫm xiềng xích hình thành phong ấn. Vậy mấy tên cổ thần thể đệ tử, thấy vậy phong ấn xuất hiện, đều là sững sốt một chút, ngay sau đó mặt hiện vui mừng. Mà Âm Tôn, thì lại là kích động hưng phấn. Mấy người gầm nhẹ một tiếng, cả người linh lực, càng nhanh hơn rót vào trong tay trận khí bên trong, không trung quỷ đầu, phát ra một tiếng thê lương nhọn minh. Hơn nữa ngưng tụ một phần, mà nó phun ra đạo cột sáng kia, vậy càng to lớn hơn. Trắng xám chùm tia sáng, một chút xíu tiêu khiển vậy đạo phong ấn. Đỏ thấm xiềng xích, dần dần đứt đoạn trước. Rốt cuộc, ba tiếng sau đó, mọi người ở đây linh lực, đều phải hao hết lúc đó, cuối cùng một đạo xiềng xích, hoàn toàn vết nứt. Toàn bộ phong ấn, xu hướng tại tan vỡ. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Đều thấy được đối phương đáy mắt vui mừng, phong ấn tan vỡ, vậy thì đồng nghĩa với, chỗ đó sắp mở ra. Vậy mấy tên hỗn độn cảnh đệ tử, rối rít uống trước đan dược, trong mắt lóe lên nhao nhao muốn thử ánh sáng, bọn họ mắt thấy Diệp Thần cùng Bạch Ngọc Hoàng đánh một trận sau đó, đối với thực lực bộc phát được khát vọng. Cái này phong ấn, tản ra vô cùng là khí tức cổ xưa, thuyết minh đã tồn tại vô số năm tháng, uy năng còn dư lại không có mấy, nhưng dù vậy. Bọn họ như thế nhiều cổ thần thể thiên tài, cộng thêm Âm Tôn tên này hỗn độn cảnh hậu kỳ tồn tại, vậy ước chừng dựa vào trận pháp đánh mấy giờ,
mới thành công đem chi phá hoại, có thể tưởng tượng được, cái này trong bí cảnh chỗ tốt, có bao nhiêu to lớn. Bất quá, để cho bọn họ có chút kỳ quái phải, đạo phong ấn này, thà nói là bí cảnh phong ấn, càng giống như là một loại trấn áp nào đó loại tồn tại phong ấn. Ngay tại lúc này, mọi người tại đây, đều là sắc mặt biến đổi, trên sống lưng, một đạo dùng mình nhanh chóng dâng lên. Một đạo âm chắc chắc, tựa hồ khá là yếu ớt tiếng cười, ở nơi này ao đầm bên trong quanh quẩn. Đây là cái gì? Chu Thành kêu lên một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, cặp mắt thật nhanh quét qua cái này u ám ao đầm bên trong mỗi cái xó xỉnh, nhưng là không thu hoạch được gì. Trong phảng phất, một loại vô cùng là dự cảm bất tường, từ hắn đáy lòng hiện lên. Liền âm tôn cũng có chút hốt hoảng đứng lên, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Lão tổ không phải nói, để cho bọn họ cởi ra một nơi bí cảnh phong ấn, đến trong bí cảnh thay hắn lấy được một món bảo vật sao? Tiếng cười kia, là từ đâu tới? Hơn nữa, quỷ dị kia, the thé tiếng cười, căn bản không phải loài người có thể phát ra à, cho dù là âm tôn như vậy hỗn độn cảnh hậu kỳ tồn tại, bỗng nhiên nghe được, đều là tâm thần run lên. Tiếng cười kia, tuyệt đối không đơn giản. Bất quá, hắn nghĩ tới lão tổ đối với hắn dặn dò, nghĩ tới lão tổ cam kết âm khí rót thể, lúc này hét lớn một tiếng nói, chấn định. Đây là bí cảnh mở ra hiện tượng bình thường. Đúng vậy, lão tổ tông, làm sao sẽ lừa dối mình đâu. Vậy mấy tên tay cầm binh khí, bày trận mà đợi, cơ hồ tùy thời có thể xoay người chạy trốn hỗn độn cảnh thiên mới, hai mắt nhìn nhau một cái. Trên mặt cũng hiện lên một chút do dự vẻ, nhưng, âm tôn là môn chủ, bọn họ vẫn là theo lời chấn định lại. Chỉ có Chu Thành ánh mắt chớp mắt, lại là khẽ quát một tiếng, liều mạng toàn lực mở ra thân hình, hướng xa xa chạy như bay. Mọi người nhìn về phía Chu Thành, đều là mặt hiện vẻ ngạc nhiên, Chu Thành lại công khai cãi lại môn chủ mệnh lệnh. Chu Thành lúc này mặt đầy mồ hôi lạnh, trong mắt điên cuồng run rẩy, trực giác của hắn. Từ trước đến giờ rất chính xác, lúc này, hắn cảm giác hơi thở tử vong, cơ hồ đều muốn đậm đà phải nhường hắn không thở nổi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, nếu như ở lại chỗ này, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết. Lúc này, nơi nào còn quản cửa gì chủ không môn chủ? Mạng mình, muốn mình nắm giữ. Âm tôn quát lên một tiếng lớn nói, Chu Thành, người trở lại cho ta. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay, ngăn cản Chu Thành lúc đó. Một đạo quỷ dị bóng xám, từ trước mắt mọi người, chợt lóe lên. Vậy, đó là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người, đều là mặt hiện vẻ kinh hãi. Tốt khí tức quỷ dị. Tốt nồng đậm âm chết chi khí. Bọn họ đều là quỷ đao môn võ giả, đối với âm khí, quỷ vật, cũng không xa lạ gì. Nhưng mà, bọn họ tu hành đến nay, cho tới bây giờ chưa thấy qua, kinh khủng như vậy quỷ vật à. Vậy. Đơn giản là ác quỷ bên trong ác quỷ. Tất cả mọi người, đều là không tự chủ được run rẩy, phát ra từ linh hồn run rẩy. Mà lúc này đã chạy đến xa xa Chu Thành, nhưng là bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm, cả người tay chân, ngay tức thì vặn vẹo hướng quỷ dị phương hướng. Hắn cổ, không ngừng chuyển động, vặn vẹo, nguyên cái đầu lô, lấy một loại vô cùng là dị thường tư thái, chuyển qua 180 độ, nhìn về phía sau lưng mọi người. Trong mắt tràn đầy đậm đà đến cực hạn thống khổ cùng sợ hãi. Một khắc sau, ầm một tiếng, Chu Thành cả người trực tiếp hóa thành một đoàn xương máu, bị vậy bóng xám chiếm đoạt hầu như không còn. Môn chủ, làm thế nào? Môn chủ, ác quỷ này, là chuyện gì xảy ra? Môn chủ, có cái gì trấn áp ác quỷ thủ đoạn sao? Mấy tên hỗn độn cảnh thiên mới, gặp được cái này sợ hãi một màn, đều là tâm thần hỗn loạn, cơ hồ. Không cách nào giữ lý trí, cầu cứu tựa như hướng âm tôn nhìn. Có thể khi ánh mắt của bọn họ, rơi vào âm tôn trên mình lúc đó, tất cả mọi người đều là sắc mặt cứng đờ. Lúc này âm tôn, mặt đầy vẻ tuyệt vọng, tựa hồ tâm cảnh, đã hoàn toàn hỏng mất, so bọn họ hơn nữa không chịu nổi. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Hỗn độn cảnh hậu kỳ âm tôn, nhưng mà bọn họ hy vọng cuối cùng à. Ngay tại thân hình ba người động một cái, chuẩn bị không để ý hết thảy hướng không cùng phương hướng thoát đi lúc đó, vậy đạo bóng xám, bỗng nhiên một phân làm ba, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng ba người đi. Còn dư lại ba tên cổ thần thể thiên tài, liền phản ứng cũng không kịp làm ra, tứ chi,
liền bắt đầu không bị khống chế vặn vẹo hướng không bình thường phương hướng, một cái đầu lâu giống như Chu Thành vậy, 180 tốc độ chuyển động, trong mắt là vô cùng thống khổ cùng sợ hãi. Âm một tiếng, hóa là xương máu, bị bóng xám hấp thu, ba đạo bóng xám, hợp làm một thể, nguyên bản, có chút thân hình mơ hồ, dần dần ngưng tụ, người này lại là một người sắc mặt vô cùng là trắng bệch, đôi mắt ứ máu, đầu lưỡi thủng kéo ở khẩu ngoại, tứ chi vặn vẹo, đầu lâu 180 độ chuyển tới sau lưng, tình trạng dữ tợn quỷ ảnh. Âm Tôn giật mình một cái, lúc này, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước người ác quỷ, rung giọng nói, ngươi. Ngươi không phải Quỷ Đao Môn lão tổ. Hắn hiện tại, nơi nào còn không biết, mình bị vậy cái gọi là lão tổ tàn hồn, lừa gạt à. Quỷ Đao Môn lão tổ. Vậy ác quỷ lạnh lẽo hàn cười một tiếng nói, ngu xuẩn, căn bản không tồn tại cái quỷ gì đao cửa lão tổ, vậy cái gọi là Quỷ Đao Môn, chỉ là bổn tôn năm đó, lưu lại một đạo hậu thủ thôi. Hắn đỏ tươi môi tránh ra, lộ ra một cái kinh người nụ cười nói, không nghĩ tới, lại thật dùng tới. Loài người, thật đúng là một như thường lệ tham lam, ngu xuẩn à. Cho ta chết, Âm Tôn quát lên một tiếng lớn, cầm một chuôi quỷ đầu trường đao, cả người âm khí mãnh liệt, thì phải một đao hướng vậy ác quỷ chém ra. Vậy ác quỷ, nhưng là lộ ra một lạnh người nụ cười, không có động tĩnh, ngay cả ý né tránh cũng không có. Một khắc sau, Âm Tôn đôi mắt chừng một cái, thân thể, chợt cứng ngắc. Tại sao có thể như vậy? Ngươi nhận chịu bổn tôn vậy đạo phân hồn bên trong, gần như toàn bộ âm khí rót thể, ngươi cho là cho không ngươi. Lúc này, Âm Tôn trong cơ thể vậy cuồn cuộn âm khí, lại, căn bản không bị hắn khống chế. Vậy ác quỷ cười lạnh một tiếng, thân hình hướng Âm Tôn bắn nhanh đi. Không, Âm Tôn phát ra một tiếng gào tuyệt vọng, ngay lập tức bây giờ, trong mắt liền phai nhạt xuống, hắn thần hồn hoàn toàn mất đi. Đột nhiên, Âm Tôn thi thể run một cái, trên gương mặt lộ ra một âm thảm thảm nụ cười, mở miệng nói, bị phong ấn như vậy nhiều năm, rốt cuộc, lấy được tự do lần nữa. Vậy ác quỷ, lúc này đã chiếm cứ Âm Tôn thân thể, hắn cả người hơi thở vậy đang bay nhanh dương cao trước. Cả tòa ao đầm, đều ở đây vậy cuồn cuộn âm khí bên trong hỗn loạn, những cái kia cho dù ở ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong, cũng tốt tốt sống sót màu tím đen thực vật, lại là ở hôm nay Âm Tôn hơi thở dưới. Thật nhanh tàn lụi, khô héo trước. Thời gian đảo mắt, đúng phiến ao đầm, liền đổi được trống rỗng. Lúc này, cái này chiếm cứ Âm Tôn thân thể ác quỷ, hơi thở kinh khủng, làm thiên địa cũng làm biến sắc, bầu trời bên trong, điện thiểm lôi minh, tựa như, cũng ở đây sợ hãi cái này trở lại thế gian ác quỷ. Ác quỷ thu hơi thở, mặt hiện vẻ bất mãn hừ lạnh một tiếng nói, hừ, mới cảnh giới như vậy. Xem ra, bổn tôn nếu là muốn khôi phục toàn bộ thực lực, còn muốn chiếm đoạt một ít cường đại hơn võ giả mới được. Hắn trên mặt, âm hàn vẻ hơn nữa đậm đà, liếm môi một cái, trong mắt lóe lên một đạo đói khát vẻ, khẽ cười nói, thần cực tông Diệp thần sao? Cắn nuốt, nhất định rất đẹp chứ? Một khắc sau, bị đoạt xác Âm Tôn, thân hình động một cái, liền biến mất ở cái này ao đầm bên trong, hướng chân trời phi độn đi. Vậy vô cùng cường đại trọng lực. Đối hắn mà nói, lại như không vật gì. Rất nhanh, bị đoạt xác Âm Tôn bước chân dừng lại. Hắn xuất hiện địa phương, lại chính là Lâm Tuyệt Long chết đi Độc Uyên Cốc bên trong. Hắn nhắm mắt lại, ngưng mắt nhìn chung quanh hết thảy, chau mày, xem ra bí mật này, không chỉ ta có, nơi này hơi thở giống vậy quen thuộc. Hơn nữa người nọ lại có thể hấp thu nhiều máu như vậy mạch. Nếu như người nọ còn sống, ta đây là có thể thu làm đệ tử. Không đúng, hắn thân thể đã ngưng tụ ra hồn diệt đạo linh, há là như vậy dễ chết. Đột nhiên, Âm Tôn lỗ mũi hơi một ngửi, một cổ quen thuộc hơi thở phun trào. Một khắc sau, hắn diễn cảm cực độ sợ hãi. Những người đó, lại đã tới. Mang đi người kia hồn diệt đạo linh. Tại sao không giết vậy kêu là Diệp thần tiểu tử? Chẳng lẽ cái này Diệp thần có bối cảnh? Âm Tôn trầm tư chốc lát, lắc đầu một cái, tự nhủ, chỉ sợ là ta suy nghĩ nhiều, người này thân phận có cặn kẽ biểu hiện, không thể nào cùng những tên kia có liên lạc. Duy nhất có thể, là những tên kia yêu tài. Bất quá, cái này không đang hợp ý ta sao, có thể bị những tên kia công nhận, ta như cắn nuốt liền hắn thực lực và huyết mạch, sợ rằng có thể bước vào thiên thần cảnh đi.
Ha ha! Như vậy đồ cưới, đơn giản là thiên tứ. Trọng yếu hơn phải, thằng nhóc kia tựa hồ cầm đi bản thuộc về đồ ta. Giữ tợn tiếng cười, truyền khắp Động Uyên Cốc. Thần Cực Tông, một người diện mạo anh tuấn, hơi thở thương cổ nam tử đang tu luyện bên trong, người này, chính là Dương Xích Nguyên. Hắn thần phục Diệp Thần sau đó, liền theo lời đi tới Thần Cực Tông, trấn giữ nơi này, đột nhiên, hắn cặp mắt mở một cái, trong mắt lóe lên đạo ánh sáng đỏ thẫm. Hắn nhướng mày một cái, thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Thần Cực Tông hộ sơn đại trận ra. Lúc này, chỗ chân trời, sấm sét từng cơn, mây đen cuồn cuộn, cho dù cách nhau xa như vậy, Dương Xích Nguyên, vẫn có thể cảm giác đến, một đạo làm hắn cả người phát rét âm khí, đang hướng về Thần Cực Tông, chạy nhanh đến. Đây là... Dương Xích Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, cho dù ở thời đại thượng cổ, hắn cũng không có cảm thụ qua lớn mạnh như vậy âm khí à. Đột nhiên, mấy đạo thân ảnh trước mắt, Ngọc Chân Tử, đại trưởng lão các người, cũng là sắc mặt sợ hãi xuất hiện ở Dương Xích Nguyên bên người. Dương công tử, đây là... Dương Xích Nguyên ánh mắt trầm xuống nói, toàn lực mở đại trận ra, phiền toái tới. Hắn sắc mặt vô cùng gay gắt, vậy âm khí, tuyệt không phải thông thường thích chữ tại có thể phát ra à. Hơn nữa, rất rõ ràng, hắn đang hướng về phía Thần Cực Tông tới. Mấy người thân hình động một cái, tiến vào đại trận các nơi, mà Dương Xích Nguyên thì trấn giữ tâm trận bên trong. Cái này hộ sơn đại trận, ở Nguyệt Hiện Ngọc Hoàn sau đó, đã lấy ở trong thần quốc, không ngừng xuất hiện đủ loại thời kỳ thượng cổ mới có cực phẩm vật liệu ra chỉ qua, nếu là có Dương Xích Nguyên trấn giữ nói, cho dù là hỗn độn cảnh hậu kỳ võ giả công kích, cũng có thể ngăn cản. Mấy người cả người linh lực cực nhanh chuyển động, hướng đúng tòa đại trận chút xuống đi, long ngâm chấn thiên, sương mù ngưng tụ, hóa là một cái sương mù long, chiếm cứ ở trên núi thần. Nhưng vào lúc này, núi thần trước, bóng người chớp mắt, một người sắc mặt âm trầm, hơi thở cực kỳ quỷ dị nam tử, cười lạnh xuất hiện ở không trung, mắt nhìn xuống dưới người sương mù long, mặt hiện vẻ châm chọc. Âm tôn, thế nào lại là hắn? Thần Cực Tông một đám cao tầng, xuyên thấu qua pháp trận thấy rõ người đến sau đó, đều là mặt hiện vẻ khó tin. Quỷ đao môn môn chủ âm tôn, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bất quá, để cho bọn họ rung động, óc đều phải nổ chính là, âm tôn thực lực. Bọn họ, hôm nay lại đã không nhìn thấu âm tôn tu vi. Mặc dù không nhìn thấu, nhưng, bọn họ biết, âm tôn muốn giết bọn họ, sẽ không so nghiền chết một con kiến khó khăn nhiều ít à. Lần trước, ở vạn thần đỉnh quyết chiến lúc đó, âm tôn, còn không qua là một người hỗn độn sơ kỳ võ giả chứ. Hiện tại, mới qua bao lâu, âm tôn tu vi, bất ngờ tăng vọt vô số lần à. Cái này loại tốc độ tăng lên, Diệp Thần cũng chưa chắc có thể gặp phải chứ. Thật là kinh người nghe. Đây là, Dương Xích Nguyên trầm giọng nói, người này, đã bị đoạt xác. Chiếm cứ cổ thân thể này chính là một đầu thượng cổ lúc thì đã tồn tại quỷ vật. Hắn sắc mặt, vô cùng trầm ngưng. Tại sao? Bởi vì, liền hắn, cũng không thấy rõ âm tôn bây giờ thực lực à. Đoạt xác. Mọi người nghe vậy, thần sắc hơn nữa sợ hãi, toàn bộ thân thể đều phải cứng ngắc, linh lực đều phải không cách nào vận chuyển à. Âm tôn thực lực, không hề yếu à, trọng yếu nhất chính là, hắn nhưng mà quỷ đao môn môn chủ. Thần quốc một nhóm thế lực bên trong, quỷ đao môn nhưng mà nhất là sở trường, đối phó tất cả loại quỷ vật à. Đoạt xác, vốn chính là thực lực xa cao hơn đối phương, mới có thể làm được, có thể tưởng tượng được, quỷ này vật có kinh khủng dường nào. Một tiếng cười âm hiểm, dễ dàng xuyên thấu đại trận cách trở, đang lúc mọi người đầu óc bên trong, vang trở lại, chỉ là một tiếng này cười âm hiểm, sẽ để cho Ngọc Chân Tử các người, tâm thần loạn lên, âm thầm sợ hãi cảm. Không cách nào ức chế cuồn cuộn. Âm tôn lạnh lùng nói, bổn tôn chính là thượng cổ 10 sát xếp hạng đệ nhất quỷ vương Tống Trạch, ta cho các ngươi một cái cơ hội, mở ra đại trận, quỳ xuống bổn tôn trước mặt, sau đó, cầm cái đó gọi làm Diệp Thần tiểu tử, giao ra. Hắn trên mặt bỗng nhiên hiện lên một cái vô cùng âm tà nụ cười nói như vậy, bổn tôn có thể để cho các ngươi chết được ung dung một chút. Có thể bị bổn tôn chiếm đoạt, nhưng mà cao nhất quang vinh. Tống Trạch, Dương Xích Nguyên không nhịn được kêu lên một tiếng, lần này, liền hắn đều không cách nào giữ bình tĩnh à.
Quỷ vương Tống Trạch cho dù ở hắn thời đại kia, đều là thuộc về kinh khủng tồn tại à. Nghe nói, người này ở trên cao cổ nghiên cứu chiếm đoạt huyết mạch thuật, hắn cắn nuốt 100.000 võ giả huyết mạch sau đó, cuối cùng biến thành người không người quỷ không ra quỷ tồn tại. Bởi vì vậy vô cùng oán niệm, mà tắm máu dù sao cũng bên trong, vậy 100.000 thiên tài võ giả, cũng lấy một loại khủng bố tư thái mà chết. Được gọi là một trong thượng cổ thập sát. Cái gọi là thượng cổ 10 sát, chính là đối với thời đại thượng cổ nhân tộc, tạo thành khó có thể tưởng tượng tai nạn 10 loại ma sát à. Tống Trạch khủng bố, đã giống như thiên tai một loại à. Vẫn là, nhất là nghiêm trọng nhất như vậy. Cái thời đại này, Tống Trạch lại trở về. Chẳng lẽ, thần quốc ở diệt thế tai ương hạ xuống trước, liền muốn hủy diệt sao? Diệp thần. Quỷ vương này, lại là hướng về phía Diệp thần mà đến. Nguyên bản, đã có chút dao động thần cực tông mọi người, nghe được Diệp thần tên chữ sau đó, thần sắc, lại ngay tức thì chấn định lại. Trong tròng mắt mỗi một người, đều là thoáng qua một đạo kiên quyết vẻ. Mặc dù, hiện tại Diệp thần không có ở đây bên trong tông, nhưng, cho dù Diệp thần ngay tại trong thần cực tông, chỉ cần là quỷ vương này nơi nhằm vào, là Diệp thần, bọn họ thân là thần cực tông người, liền sẽ không để ý hết thảy, cho tới khi linh hồn cháy hết, cũng thả trống lại đi xuống, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 139.